Nam chính của chúng là người luôn hỗ trợ các anh hùng trong việc tiêu diệt các quái vật. Anh là người đóng góp chiến công trong thầm lặng. Chức vụ hiện tại chính là đội trưởng bộ phận an ninh hoàng gia, người được các anh hùng đặc biệt yên tâm giao trọng trách. Họ coi anh là biểu tượng của sự tận tụy và nhiệt huyết. Đánh xong trận này rồi đi nhậu thôi nhỉ? Kiếm Thánh Hai Ba nói với Nam chính. Rồi ông ta cầm thanh cự kiếm, toàn thân tỏa ra một uy áp đáng sợ. Chứng kiến cảnh này khiến đám cận vệ phải thán phục. Nam chính lên tiếng nhắc, các ngươi nhìn chằm chằm như vậy làm gì? Đừng có mất cảnh giác như thế. Đội trưởng cẩn thận. Có tiếng nói vang lên. Lúc này có một con quái vật xông đến trước mặt Nam chính. Cùng lúc đó trên bầu trời vang lên tiếng của Quỷ Vương. Ngươi thắng rồi, các chiến binh. Thì ra hắn ta đã bị hạ bởi các anh hùng. Xem ra đây là số phận của ta rồi. Tới đây, kết liễu ta đi. Quỷ Vương chậm chậm lên tiếng. Nhân loại, các ngươi thắng rồi. Tận hưởng thứ các ngươi gọi là hòa bình đi. Hắn nhắc lại lần nữa. Lúc này, toàn bộ đế quốc đã mở hội chào đón những người anh hùng của họ. Thật tuyệt vời. Quỷ Vương cuối cùng cũng đã chết, nên hòa bình đã được khôi phục. Thật là một ngày tuyệt đẹp. Mà sao tôi không thấy đội trưởng đội an ninh đâu nhỉ? Cậu ta không chết được đâu, chắc giờ cậu ta lại trốn ở đâu đó luyện kiếm không chừng. Họ đang bàn tán về Nam chính. Đúng, những người hùng, mọi người đều xứng đáng được tôn trọng. Nam chính đứng sau thẩm mỹ, anh ngẫm nghĩ lại vai trò của mình. Vừa là một anh hùng vừa là một kiếm sư, đến đây cũng phải tạm dừng rồi. Tại một căn nhà nhỏ trên núi tuyết, Nam chính vẫn miệt mài tập luyện. Trong lòng anh có một niềm tin, có thể mình không có tài năng trong kiếm thuật nhưng mình yêu kiếm. Mình đã dùng kiếm suốt cuộc đời, trong lúc còn đi học, từ khi còn nhỏ và khi đã gia nhập đội an ninh hoàng gia. Nhưng trải qua bao năm chinh chiến, anh đã bị nội thương trầm trọng. Chỉ sau vài đường kiếm, cái chết đang ngày càng gần. Nếu là hồi trẻ thì mấy vết thương này nó đã hồi phục ngay lập tức rồi. Thời gian của mình sắp hết rồi, ước gì mình cũng là một anh hùng. Anh thầm nhủ, không lão hóa, không bệnh tật nhưng than ôi, trong số đó, mình là người duy nhất già đi và yếu dần. Một lần nữa, liệu mình có nên vùng kiếm thêm lần nữa? Anh tự vấn bản thân, rồi tình yêu kiếm mãnh liệt khiến anh dùng hết sức chém ra nhát kiếm cuối cùng. Giây phút sinh tử, chấp niệm với kiếm đã khiến kỳ tích xảy ra, dấu hiệu một người đã đạt đến đỉnh cao của kiếm thuật, biểu hiện của kiếm thánh đã xuất hiện. Nam chính tự hào, mình đã tự thân trở thành một kiếm thánh, không ngờ đời này của mình vẫn đạt được thành tựu như vậy. Nhưng đạt được thì sao chứ, dù gì mình cũng sắp chết rồi. Anh nằm ngã vật xuống, không, đời này mình đã sống rất tốt, có thể trở thành kiếm thánh trước khi chết, thật sự là một điều đáng tự hào. Vừa nói xong thì anh lại mở mắt ra, đây là đâu? Thiên đường sao? Khung cảnh trước mặt thật xa lạ, rồi anh ngơ ngác nhìn trong gương, là ai đây? Anh ngơ ngác trong một thân phận mới, trong thân xác của một thiếu niên. Mình đây là ở cái chỗ con mợ nào vậy? Mình đã trọng sinh vào cơ thể của cậu nhóc này sao? Sau đó anh đi một vòng quan sát nơi đây, anh nhận ra đây là một lâu đài trong lãnh thổ quận Ailac, nơi mình làm việc những năm cuối đời. Thật không ngờ, bao nơi không đến, lại đến đúng nơi này. Kệ nó đi, trước hết mình cần tìm hiểu xem đây là cơ thể của ai đã. Sau đó anh nhìn sang thấy một cô gái tóc đỏ, luyện kiếm sao? Anh quay qua nhìn thì đang thấy cô ấy đánh với hình nhân. Đây là nữ chính tên Jika, là con gái cưng của lãnh chúa. Cô gái đó là ai? Con gái của lãnh chúa hả? Mình không nhớ có người trông như cô ấy trong kiếp trước. Nam chính tự hỏi, xong anh quan sát kỹ thuật mà cô ấy đang sử dụng. Kiếm kỹ có thể giúp ngươi sử dụng chuyển động mềm mại như một con gian. Đó chẳng phải là kiếm kỹ mà tên đó sáng tạo ra ư? Kỹ thuật đó nhìn rất khó. Xem ra cô gái này rất có tài năng. Sau đó Jika cũng nhận ra sự có mặt của Nam chính. Cậu dậy rồi à? Asher. Cậu cứ đứng nhìn người khác mà không luyện tập à? Lúc này thì Nam chính mới biết tên của chủ thân thể này là Asher. Đó là kiếm kỹ của Revenia phải không? Nhìn cách cô vung kiếm có lẽ cô đã luyện tập ít nhất 4 hoặc 5 năm rồi. Asher nhận xét trong vô thức. Tuy nhiên, bộ pháp của cô vẫn có chỗ chưa đúng. Cô nên thả lỏng cổ tay, vung kiếm chậm lại một chút. Lời còn chưa nói hết thì anh đã ăn ngay con mợ nó một cây kiếm vào mặt. Reika tức giận. Sao ngươi dám nói chuyện với ta kiểu đó? Ta là chủ nhân của ngươi đó. Ngươi phải gọi ta là ngài Reika. Nhớ chưa? Biết mình đã hớ. Asher thích ứng rất nhanh. Tôi xin lỗi thưa ngài. Lúc này thì anh hiểu. Vậy ra cô ta là chủ nhân của mình, chứ không phải bạn bè. Nhưng Reika cũng là một người thoải mái. Cô ta bảo Asher mặc kệ đi. Trông cậu hơi mệt mỏi. Đêm qua cậu không ngủ à? Một người không bao giờ cầm kiếm lại đi đến sân tập. Hơn nữa, cậu còn biết về kiếm kỹ của các anh hùng. Cậu biết rõ nó đến mức nào. Biểu diễn cho tôi xem được không? Nếu không lãm được, cậu sẽ gặp rắc rối lớn đó. Reika đe dọa. Phiền thật. Không tin được mình lại cả gan dạy kiếm thuật cho chủ nhân của lâu đài này. Sau đó anh chủ động bỏ đi, trong lòng thầm than vãn, xem ra trọng sinh nhưng tính hay cằn nhằn của mình vẫn còn. Cơ mà, cảm giác này, kiếm cảm của mình vẫn sắc bén lắm, cơ thể mình tràn đầy sức lực, song cái tính cuồng kiếm đến 2 kiếp vẫn không bỏ. Asher từ từ thủ thế, trông thấy dáng vẻ đó của anh khiến Jika bất ngờ. Cậu, đó là thế vào bộ của kiếm thuật hoàng gia phải không? Cậu học nó từ khi nào vậy? Hôm nay cậu nghiêm túc hơn mọi ngày đấy, từ bao giờ sao? Ta đã vung kiếm hơn 70 năm đó, cô nhóc à, kiếp trước, ta vung kiếm ngay cả ở những giây phút cuối đời, Một kiếm mang theo uy lực khủng bố bổ xuống khiến Jika sợ hãi, sau đó Asher sung sướng mà vung lên vài kiếm, ha ha, có một cơ thể khỏe mạnh thật tốt, cơ thể này sức lực luôn đong đầy, cảm giác thật nhẹ nhàng, cảm giác như thể mình sắp bay được rồi. Anh phi lên chém một cái vỡ tan con hình nhân gỗ, điều thành công thu hút sự chú ý của Reika, cô ngây ngốc nhìn anh, thật đáng kinh ngạc. Reika không tin vào sự thực trước mắt, cứ cầm kiếm là cơ thể mình lại phấn khích không kiềm được, phải học cách kiềm chế lại thôi. Asher đã cảm thấy mình cư xử không thích hợp lắm khi đang ở trong thân xác này. Tôi xin lỗi, anh chủ động lên tiếng nhưng đã bị Reika cắt ngang, không thể nào, cậu biết kiếm thuật hoàng gia ư? Kiếm thuật tiêu chuẩn do đế quốc sáng chế ra, nhưng mà cậu lại có thể sử dụng kiếm thuật cơ bản với một sức phá hủy và tốc độ đáng sợ như vậy. Nói xong Reika tiến đến sát gần gọi, Asher, cậu ngầu thật đó. Nói xong cô nắm lấy tay anh, cậu có thiên phú rất cao đó, sao cậu lại giấu đi tài năng thế này bấy lâu nay cơ chứ? Asher nhất thời cũng không biết phải giải thích như thế nào, nhưng mắt của Reika cứ sáng lên, tôi cứ nghĩ cậu chỉ là một tên lưỡi biếng vô dụng, nhưng tôi đã nhầm. Câu nói này khiến Asher tò mò, chủ nhân cũ của cơ thể này rốt cuộc là người như thế nào vậy? Anh ái ngại giả vờ khiêm tốn, ngài hơi tâng bốc tôi quá rồi, tôi chỉ có chút tài mọn thôi. À phải rồi, cậu vừa bảo tôi làm gì đấy? Cái gì mà vung chậm lại ấy? Reika hét lên, có một tiếng nói vang lên, Reika, em làm gì ở đây vậy? Người đến là anh trai của Reika, hắn tên là Lucas, tên này rất ngạo mạn, hắn hất hàm hỏi Asher, còn ngươi nữa, Asher, nếu ngươi dậy rồi thì hãy đi chặt chút củi hoặc làm việc nhà đi chứ. Ai cho ngươi cái gan nói chuyện trực tiếp với em gái ta vậy? Thậm chí còn với cái giọng điệu vinh vào đó nữa. Tên rác rưởi ngươi nên nhớ, ngươi chỉ là một tên dân thường thấp kém, còn bọn ta là quý tộc. Asher nghe vậy thì tỏ ra vẻ sợ hãi. Tôi xin lỗi, thưa thiếu chủ, nhưng trong lòng anh đã nhanh chóng đánh giá hắn ta thật là một tên thiếu gia hống hách. Mà này, sao ngươi lại cầm thanh kiếm của Reika? Ngươi muốn học lỏm kiếm pháp hoàng gia à? Lúc vẫn chưa buông tha. Không phải đâu, anh ơi, Reika lên tiếng thì bị lúc cắt ngang. Em im lặng đi, Reika. Tuy nhiên, đúng lúc lắm, ta cũng đang cần một đối thủ để tập luyện. Nếu ngươi vẫn đứng vững sau một phút, ta sẽ công nhận ngươi. Asher, thể hiện ra kỹ năng của mình đi. Reika lo lắng khuyên anh mình dừng lại đi. Anh à, đừng lo, Reika, lúc đáp, anh sẽ không chém chết hắn đâu. Không phải, em không nghĩ anh có thể giết cậu ấy. Lúc này Asher cũng đầy lo lắng. Dáng đứng đó hoàn toàn không phải dành cho một trận chiến. Tên khốn khinh thường người khác này, sao cô gái kia lại có một người anh tệ vậy chứ? Mình có nên hạ gục anh ta luôn không? Còn chưa để Asher suy nghĩ xong thì hắn đã xông lên, nhưng chớp mắt đã có kết quả, thanh kiếm của hắn đã bị đánh văng, sau đó cắm phập một cái xuống đất, cố ý thua khó hơn mình nghĩ thật, Asher thầm nghĩ, lúc này trên mặt Lúc đã bị rạch một vết, nhìn vậy Asher vô cùng sợ hãi, Lúc còn chưa tin được mình bị đánh đến chảy máu, hắn hét toáng lên, một tên hạ nhân lại dám làm chủ nhân của mình bị thương. Tại lâu đài lãnh chúa lãnh địa EAC, Lúc kể tội Asher và đề nghị, xin cha hãy trừng phạt hắn thật nặng, một kẻ hầu được thuê đến lâu đài lại dám hãm hại chủ nhân, hơn nữa đó còn là người thừa kế của gia đình quý tộc Hanbarok, chúng ta không thể dung thứ cho những hành vi làm nhục danh dự giới quý tộc của Asher nữa. Asher lúc này đã được trói và đưa đến chỗ lãnh chúa, những điều Lucas nói có phải là thật không? Asher thầm nghĩ, Rebarok, nhóc đã trở thành lãnh chúa rồi sao? 40 năm trước, khi mình mới được bổ nhiệm làm đội trưởng đội vệ binh, mình nhớ từng cùng lãnh chúa đời trước đến thăm đội vệ binh, vậy là đã khoảng 20 năm kể từ khi mình chết. Anh tính toán khoảng thời gian mình xuyên không? Lãnh chúa lên tiếng, Asher, bấy lâu nay chúng ta luôn đối xử với ngươi như con ruột, dù ngươi đã phạm vô số lỗi lầm, chúng ta vẫn không đuổi ngươi đi và vẫn cho phép ngươi làm việc trong lâu đài, nhưng lần này, ngươi đã vượt quá giới hạn rồi, đáng ra ngươi phải nhận được sự trừng phạt thích đáng, nhưng nể tình cảm bao nhiêu năm qua, chúng ta sẽ khoan dung, hãy rời khỏi lãnh thổ này ngay lập tức. Chàng ơi, tuyệt đối không thể, yên lặng nào, phu nhân, lãnh chúa ra lệnh, ta đã chịu đựng đủ rồi, lần này ta sẽ không tha thứ nữa, sao chúng ta có thể tiếp tục nuông chiều một đứa vô ơn không biết trân trọng ơn nuôi dưỡng, may cho ngươi là ngươi bị trục xuất trong tình trạng khỏe mạnh. Đúng lúc này có giọng nói của Jika, không, anh trai mới là người có lỗi, Asher không làm gì sai cả, xin cha thả cậu ấy, chính anh ấy làm mình bị thương khi vung kiếm vào Asher, Asher chỉ đang dạy con kiếm thuật, thứ kiếm thuật sở tệ của anh trai mới là sự sỉ nhục đối với quý tộc. Nghe đến đây thì tên Lúc vô cùng giận dữ, lãnh chúa và phu nhân nghe vậy cũng vô cùng bất ngờ. Asher dạy con kiếm thuật sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe về việc này. Dạ, Asher thông thao kiếm thuật hoàng gia cao cấp, tới mức con ước có thể nhờ cậu ấy làm huấn luyện viên. Asher thay đổi rồi, cậu ấy thật sự nghiêm túc rèn luyện kiếm thuật. Nghe vậy thì Lúc cảm thấy thật nực cười, hắn lên tiếng châm chọc, em muốn học kiếm thuật từ Asher, người mà không thể cầm nổi kiếm. Không chỉ thế, em còn muốn học cái thứ kiếm thuật hoàng gia vô dụng. Em mất trí rồi sao? Em đã tự quan sát kiếm thuật của Asher bằng chính mắt mình. Nếu anh không tin, hãy để cậu ấy trực tiếp thể hiện kỹ năng của mình. Reika vô cùng tự tin đáp. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra đây? Lãnh chúa lúc này cũng cảm thấy khó hiểu. Karen, vâng thưa ngài, hãy kiểm tra kiếm thuật của Asher. Ông ra lệnh cho người bên cạnh. Nhung Trang à, nhờ Karen thì hơi quá. Phu nhân lo lắng, đừng lo, chỉ là một bài đánh giá nho nhỏ thôi. Asher, ta không biết ngươi đã dùng cách nào để đột nhiên học được kiếm thuật và mê hoặc Reika, nhưng nếu đó chỉ là trò đùa, ngươi sẽ không rời khỏi đây toàn thây đâu. Asher lúc này đã hiểu rằng mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát rồi, anh đành nhặt kiếm lên để đón nhận thử thách. Nếu ngươi có thể trụ được 5 phút trước Karen, ta sẽ công nhận tài năng của ngươi, lãnh chúa ra lệnh. Asher, ngươi dám lên mặt dạy tiểu thư Reika. Karen tức giận, một kẻ như ngươi, sao ngươi dám, đồ sức láo, cho dù là trước mặt phu nhân Benesia ta cũng không nương tay đâu, ta sẽ cho ngươi một trận rồi ném ngươi ra khỏi vùng đất này, hãy nhận lấy. Asher cầm kiếm gỗ lên đón đỡ, cho tôi thấy tài năng của anh đi. Asher, Reika đứng bên động viên, nếu những gì tôi chứng kiến lúc nãy là đúng, cậu có thể đứng vững trước Karen, ngươi đang run rẩy. Asher, ngươi tưởng rằng kiếm thuật dễ dàng vậy sao, để ta dạy cho ngươi một bài học, hãy mau nhận lấy. Karen vận sức tung ra một đòn cực mạnh, ngươi còn chưa nắm vững được cơ bản, mà dám tơ tưởng học kiếm thuật, thằng oát con láo toét. Tên Karen cũng ngạo mạn như tên lúc thiếu chủ của hắn, rồi hắn tung ra liên hoàn kiếm vào người Asher, trước thế tấn công như vũ bão. Asher tạm thời chỉ đành phòng thủ, đúng như ta nghĩ, ngươi yếu nhớt, thằng ngốc cứng đầu, sao ngươi dám xúc phạm kiếm thuật vĩ đại. Lúc này Asher đã hoàn toàn thất thế, có vẻ đầu với Karen quá sức của nó. Lãnh chúa quan sát và đánh giá, Reika cảm thấy chuyện này có gì không đúng, lúc thấy vậy thì khen Karen, không hổ là cựu học viên hạng nhất của học viện hoàng gia. Quả thật xứng với vị trí hiệp sĩ chỉ huy có xuất thân gia đình kiếm sĩ danh giá, không đời nào Asher đấu lại được Karen, một trong những người giỏi nhất đế quốc. Asher nghe vậy chỉ cười nhạt, còn tên Karen thì coi thường và khinh miệt anh, thật yếu đuối và thảm hại. Asher, hãy nhớ rõ sự cách biệt giữa ta và ngươi. Đây chính là dáng vẻ của kiếm thuật chân chính. Lúc này Asher từ từ đứng dậy và lên tiếng. Karen, dễ thương ghê, kiếm thuật đúng là màn biểu diễn tuyệt vời, đến từ một hiệp sĩ ưu tú của đế quốc. Quả thật là, ngươi ý ngươi là... Karen giận tím mặt. Asher lại nói tiếp, tôi chỉ trả lại những lời ông vừa nói thôi. Ông nghĩ vị trí hiệp sĩ chỉ huy có thể coi nhẹ sao? Để tôi dạy ông một bài học. Rồi anh tụ khí và chém ra một kiếm cực mạnh. Ngay lập tức tên Karen đã bị đánh ngay. Điều này khiến những người ở đó không khỏi kinh ngạc. Asher, nó đột nhiên bị cái gì vậy? Karen thầm sợ hãi. Tôi còn chưa chạm trúng ông mà ông đã không đỡ được rồi. Thật thảm hại. Nhặt kiếm và đứng lên đi. Ngài kiếm sĩ ưu tú đáng kính. Asher giọng điệu đầy châm chọc. Bởi vì đây là thời đại của hòa bình, không còn ma tộc hay chiến tranh, thế hệ này đã trở nên trì trệ và yếu đuổi. Asher đánh giá, phải chấn chỉnh lại kỷ luật quân đội. Kết thúc rồi, Karen, người đứng đầu đế chế, người đứng đầu các hiệp sĩ trong lãnh thổ Iraq, lại bại dưới tay một thường dân dễ dàng vậy sao? Tên khốn, nghe lời đả kích ấy khiến hắn không chịu được nữa. Sao một thường dân như ngươi dám đánh bại ta chứ? Karen xông lên lần nữa, hắn dùng hết sức chém ngang một kiếm, quá chậm. Asher lạnh giọng, sau đó anh vung tay trái lên, một cú đấm thẳng vào mặt của tên Karen. Đến lúc này thì hắn thật sự không thể gượng dậy được nữa, thật là nhục nhã. Karen, có thể ngươi nghĩ ta chỉ là một tên già đầu nhắc lại chuyện xưa, có điều, khi đó với chỉ một người chỉ huy như ngươi, ngay cả một người lính bình thường cũng giỏi hơn ngươi rất nhiều. Vô số binh lính chuyên nghiệp và được huấn luyện nghiêm ngặt hàng trăm, có lẽ hàng nghìn người đã chết một cách bất lực trước lũ quỷ. Lẽ ra phải là một thời kỳ hòa bình không có ma quỷ hay chiến tranh, ngươi phải luôn đề cao cảnh giác, không được phép yếu đuối như vậy. Lúc này có 4 tên lính khác lại ập đến. Chờ đã anh ơi, phu nhân đứng ra can ngăn lãnh chúa đang tức giận đứng bật dậy. Ngươi là ai? Ông ta chất vấn. Ngươi không phải là Asher mà chúng ta biết, ngươi là ai? Sự thù địch rõ ràng, nghi ngờ, để bọn họ tin tưởng, chỉ có thể nói thế này thôi. Tôi mất trí nhớ rồi. Asher đáp nhanh gọn. Ngươi mất trí nhớ? Lãnh chúa hỏi lại. Sáng nay khi thức dậy, tôi phát hiện mình không nhớ ra bất cứ chuyện gì. Asher khẳng định lại. Tôi không biết mình là ai, cũng không biết mọi người là ai. Tất cả những gì tôi nhớ là kiếm thuật. Tôi tưởng cầm kiếm sẽ giúp tôi khôi phục được nhiều ký ức hơn nhưng không, nó vẫn hoàn toàn trống rỗng. Tuy nhiên rất rõ ràng là tôi đã làm chỉ huy bị thương. Tôi xin chấp nhận mọi trừng phạt. Asher quỳ xuống. Anh xử sự vô cùng thành thực và khôn khéo. Đêm đến tại phòng giam, Asher hiểu rằng mình cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ. Cho tới lúc đó đừng ra khỏi phòng này. Rồi anh nhìn thanh kiếm gỗ bên cạnh. Lúc này có người mang đồ ăn đến cho Asher. Asher thay đổi rồi, nếu là vậy thì cậu ấy sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. Reika vừa đi vừa nghĩ, ngày hôm qua đâu có vậy đâu, anh ta chưa bao giờ cầm kiếm, ngôn từ và cách cư xử của anh ta rất kém và tục tĩu, chính xác là một nỗi ô nhục. Asher được mẹ tôi nhận nuôi, trước khi tôi và anh trai tôi chào đời, mẹ tôi đã tìm thấy Asher bị bỏ rơi bên ngoài lâu đài. Vào thời điểm đó, Bà ấy chán nản vì không có con, vậy nên bà đã tự mình nuôi nấng Asher mà không cần đến sự giúp đỡ của người hầu và dành trọn tình yêu của mình cho cậu. Kể từ khi tôi và anh trai tôi được sinh ra, Asher và tôi đã coi nhau như một gia đình, nhưng mối quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên tế nhị. Nó gần giống như một sự thiên vị. Mẹ tôi đã dành cho Asher tình yêu và nỗi ám ảnh. Bất chấp những nỗ lực của mẹ chúng tôi, Asher ngày càng xa cách. Hành vi của anh ta đã gây ra sự phẫn nộ trong gia đình. Trên thực tế, Asher sắp bị đuổi ra khỏi lâu đài. Tuy nhiên, với những lời của mẹ tôi, anh ta được phép ở lại lâu đài nhưng với điều kiện là phải làm việc ở đây. Đúng là rác rưởi, lúc thường xuyên miệt thị Asher như vậy. Anh ta là một đứa trẻ tội nghiệp, Reika thầm nghĩ. Nhưng sau đó, Asher đột nhiên thay đổi. Cách mà anh ấy nói chuyện, hành xử và tính cách, mọi thứ đều thay đổi. Anh ấy giống như một bậc thầy kiếm thuật đã luyện tập suốt nhiều năm để đạt đến cấp độ này. Asher, là tôi, Reika gõ cửa. Tôi mang thức ăn đến cho anh đây. Anh có ở trong đó không? Đúng lúc này thì Asher cầm kiếm đằng đằng sát khí lao đến. Thấy rằng vẻ ấy của anh khiến Reika vô cùng lo lắng. Cô đột nhiên ngã ra sau, làm đổ hết đồ ăn xuống đất. Là cô sao? Tôi xin lỗi. Lúc này Asher mới khựng lại. Tôi thấy trong phòng có thanh kiếm nên muốn luyện kiếm một chút. Luyện kiếm ư? Reika hỏi lại. Lát sau trong phòng giam, Asher cứ chăm chú luyện còn Reika chỉ yên lặng ngồi quan sát, không thể chịu được mà phải luyện kiếm trong góc. Anh ta thực sự bị ám ảnh bởi kiếm thuật à? Giống như một kẻ cuồng tín vậy. Cô Reika, trước đây tôi là người như thế nào? Asher lên tiếng hỏi. Cả lúc lẫn lãnh chúa, cảm giác bọn họ đều không thích tôi cho lắm. Reika nói thẳng, không cần kể nhiều. Anh là một đứa trẻ không được ngoan ngoãn dưới con mắt của họ, ngoại trừ mẹ tôi, gia đình tôi, ngay cả những người làm trong lâu đài đều không thích anh. Sử dụng bạo lực với người dân hoặc phá hoại tài sản, làm những chuyện gây ảnh hưởng đến bọn họ. Mình đã đi quá giới hạn, ngay cả các người hầu cũng ghét bỏ vậy. Asher nghe thấy vậy thật buồn. Tại sao tiểu thư vẫn bình tĩnh nói chuyện với tôi? Lẽ ra cô phải coi thường tôi mới đúng. Asher thắc mắc, tại sao tôi lại coi thường anh? Reika hỏi lại, vì anh mất trí nhớ ư? Nói thật là tôi không bận tâm tới điều đó. Hơn nữa, chẳng phải bây giờ thái độ hiện tại của anh đã cải thiện rồi sao? Vậy nên giúp đỡ nhau nhé, Asher, chúng ta có thể làm được việc đó mà. Không khinh thường, không thờ ơ, anh đánh giá thái độ của Reika dành cho mình. Có tiện để ta vào không? Bên ngoài vang lên một giọng nói, người đến chính là phu nhân của Hanbarok, tên cô ấy là Benesia đúng không nhỉ? Asher nhớ lại, phu nhân tới đây có chuyện gì sao? Anh lên tiếng hỏi, phu nhân chưa đáp mà đưa tay vuốt má của Asher. Con không cần phải xưng hô như vậy với ta. Bất kể có chuyện gì xảy ra, ta vẫn là người đã nuôi dạy con. Vậy nên chúng ta hãy cứ như trước đây. Asher cảm nhận đây là tình cảm mà một người mẹ dành cho mình. Anh lên tiếng gọi mẹ. Phu nhân ngạc nhiên, con đã quên đi rất nhiều. Sao vẫn có thể nhớ ra được ta là mẹ của con? Anh nói tiếp, con không phải là Asher mà mẹ biết. Khuôn mặt của người, tên gọi của người, con đã quên tất cả. Với con, người chỉ là một người xa lạ. Asher thành thật. Còn chưa để anh nói xong thì phu nhân đã ôm lấy. Người lên tiếng, ta là người đầu tiên tìm thấy con. Vào cái năm 20 tuổi, ta vẫn chưa có một đứa con nào hết. Trong những ngày tràn đầy mặc cảm tội lỗi và nghi ngờ bản thân, ta đã nhìn thấy con bị bỏ rơi bên ngoài bức tường của lâu đài. Khi ta ôm con trong vòng tay và nhìn thấy nụ cười của con, thế giới đã thay đổi. Bất chấp sự phản đối của người khác, ta đã nuôi dạy con bằng tình yêu thương và sự quan tâm vô bờ. Cho dù với con ta chỉ là một người xa lạ, nhưng không sao hết, vì con vẫn là đứa trẻ của ta. Ta đã nuôi nấng và yêu thương con như con ruột của mình. Nghe những lời mà phu nhân nói, Nam Chính thầm nghi vấn. Anh tự hỏi lòng mình, Asher, tôi có thể bắt đầu lại, trở thành một người khác được không? Sao ngươi lại thờ ơ và vô tâm với họ trước kia đến vậy? Ngươi đã nghĩ bọn họ đối với ngươi thực sự chẳng là gì sao? Thật đáng buồn, Asher. Bên này Karen và Luke đang nói rằng Asher là ác quỷ. Lãnh chúa ôm đầu, không, có vẻ như đó chỉ là một suy đoán quá mức. Ác quỷ đã biến mất từ rất lâu rồi, cho dù có là một con quỷ thì không đời nào lại cư trú trong cơ thể của Asher. Thay vào đó, chúng sẽ cố gắng chiếm lấy thân xác của các vị vua và quý tộc, tận dụng quyền lực của họ. Không có lý do gì mà chúng lại nhắm tới thân xác của một thường dân. Nhưng một đứa nhóc lại có thể đánh bại một hiệp sĩ cấp cao như Karen. Chưa kể, một đứa trẻ thông minh như Reika đã nhận ra và ủng hộ Asher. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên, cuộc hội thoại có vẻ thú vị đây. Nghe vậy cả ba người sợ hãi quay ra, có một người đeo một thanh kiếm bự trà bá ngồi trên cửa sổ phòng họp. Người trên đó có dáng vẻ vô cùng tự tin. Ngươi là kẻ nào? Karen lập tức xông lên, hắn chém mạnh về kẻ lạ mặt phía trước, nhưng đối thủ chỉ dùng hai đầu ngón tay để kẹp chặt thanh kiếm. Kiếm thuật không tệ, căn bản khá vững chắc, người lạ mặt lên tiếng. Câu nói khiến Karen vô cùng sợ hãi, ông cũng đã thuê được một cận vệ tử tế đấy, Hanbarok, người kia gọi thẳng tên lãnh chúa, rồi ông ta chỉ dùng một tay hất bay Karen. Trước sức mạnh áp đảo như vậy, Karen bị ném đi như một đồ vật. Chết tiệt, mình lại bị đánh bại nữa rồi. Karen chán nản khi trong một ngày mà bị đánh bại đến 2 lần, nhưng kết cục của hắn vẫn còn chưa dừng lại. Người lạ mặt còn bồi thêm, thật là nhục nhã, giá như mà ngươi trẻ hơn một chút thì đã có thể đánh một trận rồi, có đúng không Leberok? Dù sao anh ta cũng là hiệp sĩ mà, ngài làm vậy hơi quá đáng rồi, lãnh chúa có vẻ khá kính nể người này. Ngươi, đừng nói là... Karen có vẻ đã nhận ra thân phận của người trước mặt, đã 20 năm rồi, chào mừng ngài ghé thăm nhà của tôi, lãnh chúa cung kính, người đã đạt đến đỉnh cao của kiếm thuật, bậc thầy kiếm thuật, kiếm thánh hai ban Esther, ông ta có một khí thế vô cùng áp đảo. Thưa ngài, ngài đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy ạ? Ngài đã biến mất vào 20 năm trước, tôi còn tưởng ngài đã bỏ mạng ở đâu đó rồi cơ ạ, lãnh chúa thắc mắc. Ta có chút việc ấy mà, Esther nhẹ nhàng ngồi xuống. Ta đã đi đến bên rìa của lục địa, sau đó là tận cùng của thế giới, cho dù vậy ta vẫn chẳng thể tìm được đáp án. À mà có đứa trẻ đánh bại được các hiệp sĩ hộ vệ hả? Đúng vậy ạ, ngay tại chỗ của chúng ta luôn. Hơn nữa, nó còn là một đứa trẻ chưa từng học qua kiếm thuật cơ bản, cậu nhóc đó chắc hẳn phải là tuyệt thế thiên tài đấy nhỉ? Esther cảm thấy vô cùng hứng thú. Kể thêm về cậu nhóc đó cho ta nghe đi, ông ta có vẻ rất hứng thú. Chuyển cảnh đến phía của Asher, anh đang chỉ dạy kiếm thuật cho Reika. Asher nói rằng, hãy tấn công tôi bằng tất cả sức lực của cô đi, tiểu thư, liệu có được không? Asher à, cậu thậm chí còn chẳng cầm kiếm nữa kìa. Vấn đề không nằm ở kiếm, Asher giải thích. Khi vào thực chiến, trận chiến sẽ diễn ra trước cả khi cô kịp rút kiếm. Tôi nhắc lại một lần nữa, cô hãy tấn công như thể có thâm thù đại hận gì đó với tôi đi. Trong lòng Asher nhớ lại, với một người có thể ở lại trong lâu đài bằng thực lực của mình, tiểu thư Jika đã quyết định làm đệ tử của tôi, dù mình đã cố từ chối do khoảng cách tầng lớp. Nhưng cô ấy vẫn kiên quyết cúi đầu nên tôi không thể nào từ chối được. Sau đó Reika cũng nghe lời Asher mà xông lên phía trước tấn công anh. Kiếm thuật anh hùng, cụ thể là kiếm thuật của Reika, cô ấy cũng khá có tài năng, các kỹ thuật của cô ấy cũng tốt, Asher nhận xét. Nhưng cô ấy quá yếu, anh cầm lấy cổ tay của cô. Di chuyển tấn công hay phòng thủ có quá nhiều sơ hở, cô đã mất đà lao về phía trước. Reika bị ngã dúi dụi xuống phía trước, sau đó Asher đưa tay ra đỡ cô dậy. Tiểu thư à, cô mạnh thật. Nhưng chỉ là về kiếm thuật biểu diễn thôi, thực chiến lại là một chuyện khác hoàn toàn. Liệu những thiên tài có thể sống sót trên chiến trường mãi được không? Tôi đã từng nhìn rất nhiều người như thế ngã xuống trên chiến trường vì họ đã tự đề cao bản thân quá mức. Trước khi là một kiếm sĩ, cô sẽ cần rèn luyện cơ thể và tâm trí. Nghe phân tích lão luyện như vậy, Jika thắc mắc, cậu rốt cuộc là ai? Cậu nói như thể mình đã từng tham gia chiến tranh rồi đấy. Asher né qua và giải thích, đó là những điều cơ bản nhất cô cần biết để có thể trở thành một kiếm sĩ tài giỏi. Những thứ cậu dạy tôi chẳng liên quan gì đến kiếm thuật cả. Nghe Reika nghĩ vậy thì Asher cảm thấy cô thật ngây thơ. Anh thẳng thắn nói với cô rằng cô nên bỏ ngay cái niềm tin mù quáng vào kiếm đi. Chỉ đơn thuần thành thục các kỹ năng kiếm thuật sẽ không giúp cô sống sót trong các trận chiến. Thứ cô cần là, anh nói xong cầm thanh kiếm gỗ lên, cách ứng dụng thật sự của kiếm thuật, cách kiểm soát bản thân. Cô phải thật lạnh lùng và điềm tĩnh trước đối thủ. Cô phải đảm bảo bản thân có thể linh hoạt vung kiếm, áp đảo đối thủ bằng sức mạnh của mình. Reika nhìn từng động tác của Asher mà cảm thán. Cho dù có nhìn bao nhiêu lần, mình vẫn không thể nhìn ra sai sót trong cách cậu ta vung kiếm. Tôi sẽ dạy cô các kỹ năng thực chiến để bổ trợ cho kiếm thuật. Asher vẫn kiên trì giảng dạy cho cô. Được, ta cùng luyện tập thôi. Reika cũng vô cùng chăm chỉ. Chẳng mấy chốc họ đã tập luyện đến buổi chiều muộn. Trên đường trở về nhà, Reika cảm giác chân tay mình sắp rụng rời luôn. Asher, tên đó không biết cái gì gọi là giới hạn à. Cậu ta, dám thúc ép mình, một tiểu thư quý tộc đến mức như này sao? Cậu ta chưa lần nào thua. Thể lực đáng sợ thật, nhưng mình dường như trở nên mạnh hơn trông thấy chỉ sau một buổi luyện tập. Đúng lúc này có một tiếng gọi Reika, người đi đến chính là anh trai lúc của cô. Em lại đi nô đùa với tên Asher kia sao? Nô đùa gì chứ? Bọn em luyện kiếm mà, cô phản ứng. Luyện cái quái gì với một tên hạ nhân chứ? Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, xem lại cách cư xử của em đi. Em đang bôi nhọ danh dự của quý tộc đấy. Em là một tiểu thư quý tộc, còn hắn ta chỉ là một thường dân. Em không thể học kiếm từ một thường dân được. Reika nghe đến đây thì lạnh mặt, sau đó cô đưa thanh kiếm ra đầy uy hiếp. Anh nói ít lại thì chết ai à? Thấy vậy thì lúc sợ hãi lắp bắp, em định đánh anh? Ngươi thừa kế hợp pháp của lãnh chúa sao? Em đừng có mà đánh anh, muốn thế thì nói ít thôi. Ha, cô em gái dọa đánh người anh cả của mình. Có một giọng nói vang lên khiến Reika giật mình, thật là một cảnh tượng hiếm thấy. Người lên tiếng là Esther, ông ta đang đi cùng lãnh chúa. Lãnh chúa thấy vậy thì e ngại, xin lỗi vì đã để ngài thấy khung cảnh bê bối này. Sau đó lãnh chúa đi đến trước mặt của Reika. Ta đã bỏ qua cho Asher rồi, nhưng không ai được làm lúc bị thương nữa. Ông ta ra lệnh, cho dù là con làm thì ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Vâng ạ, con xin lỗi thưa cha. Reika ngoan ngoãn nghe lời, nhưng ánh mắt của cô chỉ đổ dồn vào một người. Ông chú này là ai đây? Esther bên cạnh chống cằm tươi cười. Ha ha, thật là một gia đình thú vị. Chắc chắn ông ấy không phải một người có địa vị bình thường. Lúc này thì lúc lên tiếng, kiếm thánh hai bàn. Cháu là lúc Hanbarok, người thừa kế hợp pháp của gia tộc Hanbarok. Lúc này Reika đã nhận ra thân phận của Esther, kiếm thánh, đẳng cấp cao nhất của một kiếm sĩ, luôn được mọi người kính trọng, chỉ chưa đến 10 người trong lịch sử của lục địa đạt được đến trình độ đó. Lúc vẫn tiếp tục nịnh nọt, bản thân cháu cũng là một kiếm sĩ, đã ngưỡng mộ ngài từ lâu, giờ mới có cơ hội gặp, thưa ngài Hai Ban, cháu có mong muốn trở thành đệ tử của ngài ạ. Hắn thầm nghĩ, Reika à, giữa các kiếm sư còn phân hạng nữa cơ, chỉ có kiếm thánh mới xứng dạy kiếm thuật cho ta thôi. Nhưng tên lúc đã bị kiếm thánh bơ đẹp mà đi qua bên Reika hỏi, rất vui được gặp cháu, việc này thật là nằm ngoài dự liệu mà. Esther đánh giá, cô bé này không cảm thấy sợ hãi chút nào khi đứng trước mặt mình, và cô ấy luôn sẵn sàng chiến đấu ngay khi mình có động thái. Mình có nên kiểm tra nó chút không nhỉ? Nghĩ là làm, ông ta rút thanh kiếm khổng lồ sau lưng ra. Nghe vậy cả lãnh chúa và Lúc đều sợ hãi. Một vị kiếm thánh muốn làm gì mình đây? Reika vẫn bình tĩnh. Cô nhớ lời dạy của Asher, đừng bao giờ để bị khí thế của đối thủ làm mình choáng ngợp. Nếu cô cứ vung kiếm theo bản năng trong vô thức, cô chắc chắn sẽ thua. Anh nhấn mạnh thêm, điềm tĩnh là chìa khóa trong mọi trận chiến. Phải rồi, nhìn vào vị kiếm thánh trước mặt, Reika không ngần ngại mà chủ động tấn công trước. Thấy vậy kiếm thánh khen ngợi, ấn tượng đó, đây là lần đầu tiên, mỗi lần mình thấy một đứa trẻ có tiềm năng, mình thường tiếp cận để xem phản ứng của chúng thế nào. Thông thường, chúng chỉ chạy tần loạn do bị khí thế ngút trời của mình dọa sợ, còn lại thì chẳng chịu nổi một đòn. Nhưng cô nhóc này thì vẫn đứng vững, thậm chí còn dùng một thanh kiếm gỗ chặn lại công kích của mình. Cô ấy có tư chất làm một kiếm sư. Sau đó Reika lại tiếp tục công tới, kỹ thuật di chuyển mềm mại như một con rắn sao. Đứa trẻ này học ở học viện kiếm thuật của Revenia à? Esther thắc mắc, nhóc có kỹ năng tốt đó. Ông ta vẫn ung dung, rồi đột nhiên phát lực hất bay Reika ra xa. Reika không chịu nổi sức mạnh ấy mà nằm bệt xuống. Lưỡi kiếm của kiếm thánh đã kề vào cổ của cô. Ngài Hai Ban à, dừng lại đi, lãnh chúa lên tiếng. Kiếm thánh cảm thấy hài lòng, không như đứa con trai hèn nhát của ông có một cô con gái can đảm và mạnh mẽ đó, nên em ấy sẽ được nhận làm đệ tử của ngài Hai Ban sao cha? Lúc lo lắng, nhóc à, kiếm thánh hỏi Reika. Cô đã phản ứng ngoài dự đoán của tất cả, cảm thấy kiếm thánh có sơ hở. Reika lập tức tung cước tấn công, sau đó nắm lấy thanh kiếm gỗ để tiếp tục chiến tiếp, tư thế vô cùng thuần thục. Cháu còn biết đánh lén nhân lúc ta đang phân tâm sao? Kiếm thánh xoa đầu Reika, từ khi nào ông ta ra sau lưng mình vậy? Cô sợ hãi, kiếm thánh thì vẫn còn đang tâm đắc, nếu có đủ thời gian phát triển, chắc chắn kiếm pháp nhóc sẽ có thể sánh bằng với Revenia đó. Cháu dẫn ta tìm ngươi đã dạy cháu kiếm thuật được không? Reika lấm lét, được ạ. Trong lòng cô hiểu ra một điều, ông già này là kiếm thánh hàng thật giả thật. Lát sau họ cùng nhau di chuyển trên xe ngựa. Reika cảm thấy sợ hãi khi ông ấy đỡ một kích toàn lực của mình cứ như đang chơi với trẻ con vậy. Ngay cả cha mình cũng phải khúm núm khi nói chuyện với ông ta. Nhóc à, tên của cháu là Reika đúng chứ? Kiếm thánh hỏi. Người bạn cháu nói, cháu có cảm giác gì khi xem cậu ấy luyện kiếm? Cách cậu ấy vung kiếm thành thục, không có điểm gì để chê, như thể bản thân cậu ta là một kiếm sĩ dày dặn kinh nghiệm vậy. Kiếm thánh cảm thấy rất ngạc nhiên, một đứa nhóc 18 tuổi lại có kinh nghiệm như một kiếm giả sao. Nhân tiện, cũng lâu lắm rồi ta mới quay lại sân tập này, ta từng đối kháng rất nhiều trận ở đâu với chiến hữu của ta. Nghe vậy lãnh chúa cảm thấy tò mò, giờ người bạn đó của ngài ở đâu ạ? Cậu ấy là một người tuyệt vời, chỉ tiếc cậu ta đã bỏ chúng ta mà đi rồi. Tôi xin chia buồn với ngài ạ. Không sao đâu, đó là chuyện của 20 năm trước rồi. Lúc này họ đi đến thì thấy Asher vẫn miệt mài luyện kiếm. Bỗng anh nghe thấy có người gọi mình từ phía sau. Người đến là tiểu thư Reika. Rồi Asher nhận ra một áp lực. Anh vô cùng bất ngờ khi người đến là chiến hữu từng sát cánh năm xưa. Hai Ban, sao cậu ta lại ở đây? Trong khi Asher đang suy nghĩ thì ông ta đã lên tiếng trước. Rất vui được gặp cậu. Giờ mới để ý, Hai Ban là hộ vệ của lãnh chúa Reberok. Asher đã bỏ quên điều này lúc trước. Lúc ông Reberok còn trẻ trong nhiệm kỳ của lãnh chúa tiền nhiệm, mình đã đặc biệt nhờ Hai Ban chăm sóc ông ấy, nên cậu ta sẽ rất thân cận với ông Reberok. Kiếm thánh, ngài Hai Ban Esther. Asher ngay lập tức chào ông ấy. Ồ, cậu biết tôi sao? Tôi muốn gặp cậu từ lâu rồi đó. Kiếm thánh vô cùng vui sướng. Lại là nó nữa hả? Asher nhận ra động tác quen thuộc, cái thói thích thử trình độ những tài năng trẻ. Dù sao, cũng lâu lắm rồi mình không đấu với cậu ta. Asher lập tức rút kiếm ra tấn công trước. Thật không ngờ một chiêu đã đánh bay kiếm của ông ta. Asher đắc ý. Ha ha, kiếm thuật hoàng gia chỉ là để tự vệ thôi. Nó chẳng là cái đinh gì so với một kiếm thánh như cậu cả. Hai Ban à, đây chính là những điều tôi cảm nhận được đó. Không hẳn, chắc là do chúng ta chỉ là đi hai con đường khác nhau thôi. Cậu giờ đã khác xưa rồi. Cậu có muốn tái đấu một trận không? Ha ha, nghe hay đấy. Rồi sau đó họ lao vào nhau quyết đấu. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, chỉ có điều là trong một thân phận khác. Nhìn người thiếu niên trước mặt, Hai Ban nhất thời đồng tử mở to. Nhớ lại cố nhân, Hai Ban lên tiếng gọi, đội trưởng đội cận vệ. Câu nói khiến cho Asher vô cùng chấn kinh. Ngài Hai Ban, ngài vừa nói gì vậy ạ? Lãnh chúa ngạc nhiên hỏi thì Hai Ban đã gạt đi. Kệ đi, chẳng có gì đâu. Asher ngạc nhiên, cậu ta biết thân phận của mình rồi à? Liệu cậu có phải là đệ tử của cậu ta không? Kiếm Thánh hỏi ASHR, phù ơn trời cậu ta lại nghĩ như vậy. ASHR thở phào, tôi không biết ngài đang nhắc đến ai cả, tôi không có sư phụ đâu ạ. Thật sao? Vậy thì, trở thành đệ tử của ta nhé. Hai ban đề nghị đầy bất ngờ, Kiếm Thánh muốn thu nhận đứa nhóc đó làm đệ tử ư? Đây là điều mà lãnh chúa không hề mong muốn. Chờ chút đã, Reika là người lên tiếng trước, tôi không biết ngài là Kiếm Thánh hay gì đó, nhưng ông già, ông cứ tấn công những người khác như vậy, là thể loại hành vi gì chứ? Ông là Kiếm Thánh, có nghĩa là ông có thể tùy tiện vung kiếm vào bất cứ ai sao? Nghe vậy hai ban không biết phải trả lời như thế nào. Này, con đang nói chuyện rất thô lỗ đó, Reika, lãnh chúa nhắc nhở, không sao đâu, ông Reberok à, có vẻ, thế hệ trẻ tuổi này chẳng biết gì về ta. Kiếm Thánh nhặt vũ khí của mình lên, để ta cho nhóc thấy nhé, lời nói mang theo sự uy hiếp khó tả, từ trên thanh cự kiếm phát ra luồng uy áp khổng lồ. Reika cảm thấy có như một cơn cuồng phong ập đến. ASHR ngay lập tức nhận ra đó là aura, đúng vậy, điểm đặc trưng mà chỉ Kiếm Thánh mới có, aura, Kiếm Thánh xác nhận, rồi ông ta từ trên chém xuống một kiếm, đòn tấn công mang theo uy lực cực lớn khiến cát bụi mù mịt, một lát sau lãnh chúa mới mở được mắt ra, mọi thứ xung quanh đã tan thành tro bụi, sức mạnh của Kiếm Thánh thật khủng khiếp, ta là Kiếm Thánh, ông ta nhắc lại, với tài năng đó, cậu có thể đạt được những thành tựu khổng lồ trong tương lai, ông ta từ từ đi đến trước mặt của ASHR, thế nào, nhóc? Có muốn làm đệ tử của ta không? Nghe thấy vậy lãnh chúa có suy nghĩ, đệ tử của Kiếm Thánh sao? Chỉ nghe đến thôi đã làm người ta thấy kính nể rồi. Reika lúc này cũng đang tò mò về câu trả lời của ASHR. Trong lòng ASHR thì suy nghĩ, cậu ta mạnh thật đấy. Nếu mình có thể trở thành đệ tử của cậu ta thì trong tương lai mình sẽ mạnh đến mức nào nữa đây? Nghĩ thì nghĩ là như vậy nhưng ASHR lại cho ra một đáp án rất bất ngờ. Tôi từ chối. Điều này khiến tất cả những ai ở đó phải kinh ngạc. Lúc này bên ngoài lãnh địa, danh chúng tụ tập đông nghịt ở ngoài hô vang tên Kiếm Thánh. Tất cả họ đều mong muốn trở thành đệ tử của ông ấy. Họ bị binh lính cản lại. Đám người hiếu kỳ vẫn chưa chịu thua. Ít nhất hãy để chúng tôi nhìn thấy mặt của vị Kiếm Thánh đó chứ. Nhưng câu trả lời của binh lính khiến họ thất vọng hơn. Tất cả mọi người hãy về đi. Ngài Hai Ban đã có đệ tử rồi, sao cơ? Là ai vậy? Hãy bảo ngài ấy thu nhận cả tôi nữa, họ vẫn chưa chịu thua. Lúc này ở bên trong ASHR vẫn luyện kiếm, bên ngoài kia hỗn loạn thật đó, anh cũng cảm nhận được không khí ồn ào xung quanh. Ngài không đi sao ạ? Anh quay qua hỏi Kiếm Thánh, ta không có nơi nào để đi cả, ta đành ở bên cậu tạm ở đây vậy. Kiếm Thánh điềm nhiên đáp, ngài đang đùa sao? ASHR hỏi lại, cậu thật sự không muốn trở thành đệ tử của ta à? Đáp lại lời sự nhiệt tình của Kiếm Thánh là sự thờ ơ của ASHR, anh thẳng thừng từ chối, không là không, Hai Ban, cậu ta cứ bám lấy mình, muốn mình làm đệ tử của cậu ta. ASHR nghĩ lại, nhưng làm đệ tử của một người bạn tốt sao, không đời nào mình đồng ý, ngài hãy thu nhận cô gái kia kìa, ASHR gợi ý, cô ấy đáng giá hơn tôi đó, anh chỉ sang phía Reika đang nổi giận, ta đã hỏi cô ấy rồi, cô ấy đã lịch sự từ chối, vì cô ấy có sư phụ rồi, cô ấy sẽ không bái ai làm sư phụ nữa, cô bé đó thật là một đứa trẻ tốt. Nghe vậy ASHR cũng rất ngạc nhiên. Cô ấy từ chối việc trở thành đệ tử của Kiếm Thánh Á, chỉ để có thể học kiếm thuật từ mình. Đâu cần vậy đâu, đêm đến, chết tiệt, một kẻ tức giận đi trên đường. Cuộc đời thật khôn nạn, người đang bất mãn này là lúc, không như đứa con trai hèn nhát của ông có một cô con gái can đảm và mạnh mẽ đó. Ông ta dám nói vậy với một quý tộc như mình, nghĩ lại lời của Hai Ban khiến lúc sôi cả máu. Tất cả là do tên đó, hắn ta cần phải biến mát, hắn đã làm cuộc sống của mình trở nên tệ như bây giờ. Lúc này có một luồng khí đen tấn công đến, lúc đang uống rượu nên phản xạ không được tốt. Đến lúc hắn phát hiện ra thì quá muộn, luồng khí đen đã túm lấy hắn trong cơn hoảng loạn, từ đó hiện ra một khuôn mặt đầy tà ác. Một lát sau, lúc được đưa đến một nơi xa lạ, ta đang ở đâu đây? Hắn sợ hãi hét lên, ngươi thừa kế lãnh địa, lúc Hanbarok, một giọng nói vang lên, sau đó chủ nhân của giọng nói thần bí dần xuất hiện, rất vui được gặp ngươi, đó là một tên đeo mặt nạ có vẻ ngoài vô cùng tà ác. Sáng sớm ngày hôm sau, Reika cằn nhằn, tôi không thể chịu nổi ông già đó, nhưng ông ấy vẫn là Kiếm Thánh mà, cô cũng nên tỏ ra kính trọng một chút chứ. Anh cũng đâu có kính trọng ông ta đâu, ASHR. Nghe vậy ASHR nhất thời không biết trả lời ra sao, chẳng lẽ phải nói với Jika lý do rằng bởi vì ông ấy là một người bạn, với cả tôi cũng đạt tới trình độ Kiếm Thánh rồi, mà học hỏi từ ông ấy cũng đâu bất lợi gì, ông ấy là người nắm vững kiếm thuật anh hùng mà cô muốn đạt được mà, nhưng Jika lại chống chế, nhưng tôi muốn giống anh cơ. Cái gì? ASHR ngạc nhiên thì Jika khẳng định lại, anh là người mà tôi muốn trở thành. Tôi thật sự kính trọng và coi anh như thầy của mình, vậy nên anh đừng tự coi thường mình như thế. ASHR nghĩ lại, tôi không có tài năng gì về kiếm thuật, tất cả kiếm thuật trên thế giới này đều được các anh hùng trước kia sáng tạo ra, mọi kiếm sĩ đều học kiếm thuật anh hùng và mong muốn vượt qua được giới hạn con người như họ. Nhưng tôi thì khác, kiếm thuật hoàng gia là một kiếm thuật cơ bản và đơn giản do đế quốc tạo mà bất cứ ai cũng có thể học được, đó là kiếm thuật duy nhất mà một người bất tài như tôi có thể học được. Tôi đã sống cả đời với việc cầm kiếm, gắn bó duy nhất với kiếm thuật hoàng gia. Nhưng tại sao một đứa trẻ tài năng như cô ấy lại kính trọng kẻ như mình? Asher cứ miên man với những câu hỏi. Về phía Reika, cô đã có câu trả lời cho riêng mình. Asher, anh đã khiến tôi mạnh hơn. Nếu không có anh thì tôi đã không thể chịu nổi áp lực của lão già đó. Sự hướng dẫn và giảng dạy của anh đã giúp tôi rất nhiều. Anh chính là ánh sáng dẫn đường của tôi. Gì đây? Đôi tình nhân cãi nhau à? Hai ban đi đến trêu chọc. Đừng có đùa. Asher nói xong hỏi lại. Cái gì trong tay ngài vậy hai ban? Hai ban cười và bảo Asher rằng đây là một món quà cho cậu. Cậu không tập trung vào loại vũ khí nào ngoài kiếm thuật nên cậu sẽ có thể sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, đúng không? Đúng vậy, có điều, kiếm thuật hoàng gia là để xây dựng nền móng. Đó là một phong cách chiến đấu không phức tạp và thực tế, không giống như kiếm thuật anh hùng, được xây dựng trên những nguyên tắc sâu sắc và kỹ thuật siêu phàm. Nhưng ưu điểm của nó là có thể áp dụng cho nhiều loại vũ khí khác nhau, không giống như kiếm thuật anh hùng. Tôi cũng có thể sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau ngoài kiếm, vì tôi đã phải sử dụng tất cả các kỹ năng mình có để sống sót trong các trận thực chiến. Đó là một đôi găng tay sắt, không chỉ đơn giản là găng tay đâu, nó thú vị hơn nhiều. Dồn sức mạnh vào tay và tưởng tượng ra vũ khí bất kỳ. Hai ban hướng dẫn, Asher làm theo, anh tưởng tượng ra một con dao găm. Quả nhiên con dao găm đã hiện ra trong lòng bàn tay. Thế nào, hữu dụng đúng không? Asher hỏi rằng đây có phải là ma pháp? Đúng, đó là ma pháp không gian. Đây là một đôi găng tay bảo quản vũ khí, để nhét thứ gì đó vào thì chỉ cần nghĩ tới là được. Hãy nhớ rằng chỉ có vũ khí mới có thể được cất giữ bên trong, cái này sẽ hữu ích đối với tôi, nhưng mà sẽ vô ích với những kiếm sĩ chỉ có thể sử dụng loại vũ khí phù hợp với họ. Tại sao ngài lai chế tạo ra cái này? Hai ban mỉm cười bảo ta không làm cho mình, mà là cho người bạn đó, mặc dù cuối cùng cậu ấy đã hy sinh trước khi nhận được nó, số mệnh quả là tuyệt diệu. Bằng một cách nào đó thì nó lại về tay Asher rồi, người bạn từ 20 năm trước mà ngài đã nhắc đến lúc trước. Đúng vậy, cậu ấy cũng là người sử dụng kiếm thuật hoàng gia, dù không chung một con đường nhưng ta thích con người đó. Hai ban cảm thán, cậu ấy thừa nhận sự thiếu hụt tài năng của mình và chưa bao giờ từ bỏ, bình tĩnh bước đi trên con đường của riêng mình, đó cũng là một loại giác ngộ, sao ta có thể không kính trọng cậu ấy được chứ? Asher nghe vậy thì khá bất ngờ, giờ ngài ấy lại nói điều đó. Trước kia tôi đã giữ khoảng cách, vì tôi nghĩ rằng một người bất tài như tôi sẽ không có giá trị gì đối với các anh hùng, không ngờ ngài ấy lại để tâm làm ra một món đồ như thế này. Hai ban thẳng thắn nhận xét, Asher, cậu thật sự rất giống với bạn của ta từ cách nói chuyện, hành xử thẳng thắn và đôi mắt tới tư thế dùng kiếm cũng giống hệt nhau. Vậy nên ta muốn có cậu, thế nào, trở thành đệ tử của ta không? Cái ông già này lại nữa rồi, Reika không vui, tôi đồng ý đề nghị của ngài, nhưng chỉ tạm thời thôi, tất nhiên là tôi vẫn sẽ tiếp tục dạy cô Reika. Asher đột nhiên quay xe, vậy nên giờ hãy đấu một trận nào, anh biến ra một cây thương, được thôi, nghe đây, hai ban căn dặn, Reika thì nhận ra, có vẻ như anh rất thích món quà này. Asher, giờ thì anh đã có được một người thầy danh tiếng, một kiếm thánh hàng thật giá thật. Trở lại bên phía của Lúc, ta nghe nói rằng hắn đang ở ngôi làng này và đến tìm, kẻ lạ mặt lên tiếng hỏi, còn Lúc hoang mang hỏi, ngươi là ai? Chúng ta là hội sát thủ Motorolia, tới đây để xin phép ngài con trai của lãnh chúa, để chúng ta được lập nghiệp ở đây. Lúc sợ hãi, mình đã nghe về bọn chúng, một hội sát thủ lớn nhất thế giới đã xuất hiện cách đây 50 năm, sao chúng lại tới một lãnh địa như thế này? Không, chờ đã, sát thủ, nếu vậy thì, được, ta cho phép. Lúc trả lời rất dứt khoát, tuy nhiên ta còn có một điều kiện. Được thôi, xin hãy nói đi, tên kia cười man rợ. Lúc nêu ra một cái tên, Asher, các ngươi hãy giết nó. Gương mặt của Lúc lộ ra vẻ tàn ác, bên này hai người vẫn so tài, hai ban tỏ ra vô cùng thích thú. Asher vẫn miệt mài tấn công, một kiếm thật mạnh bổ xuống thân của hai ban, thật đáng kinh ngạc, khả năng chiến đấu cản bản của cậu ta ngang bằng với mình, hai ban thầm nhủ, các chuyển động được mài giũa đến mức hảo hoàn, hai ban vẫn tấm tắc khen ngợi còn Asher vẫn khiêm tốn, đó là tất cả những gì tôi có. Vậy sao? Hai ban chỉ đáp nhẹ, sau đó ông ta chém văng Asher bay ra xa bằng sức mạnh áp đảo của mình, khó khăn lắm Asher mới đứng vững lại được, thật tiếc là ngoài kiếm thuật hoàng gia, hình như cậu không có sở trường về kiếm thuật anh hùng. Hai ban nhận xét, đúng lúc này có một phi đao bay đến, hai ban cũng rất nhanh, dùng hai ngón tay kẹp nó lại, có vẻ như cậu đã thích nghi được với món đồ đó rồi, nghe vậy Asher cũng thành thật đáp lại, đó là lý do ngài cần tận dụng tốt những thủ thuật nhỏ đó. Hai ban ném cho Asher chiếc phi đao và nói, cậu không thể giải phóng sức mạnh áp đảo của kiếm thuật anh hùng chỉ bằng kiếm thuật hoàng gia trong thực chiến. Vì vậy, ma pháp bổ sung cho những hạn chế của kiếm thuật hoàng gia như thế này sẽ rất hữu ích. Đúng vậy, khá là hữu ích cho tôi kể từ khi nhận được chiếc găng tay này. Asher nắm lấy chiếc phi đao. Tôi đã luyện tập theo kỷ luật của ngài ấy mỗi ngày để thích nghi với công cụ này. Tất nhiên là tôi vẫn dạy Jika. Xét về tài năng thì cô ấy trội hơn tôi. Nghe vậy thì hai ban ngẫm nghĩ, đứa nhóc đó à? Cậu không lo cho tâm trí mình khi đứa nhóc đó cứ luôn ở bên cạnh sao? Nghe vậy Asher thầm nghĩ, tôi rất muốn, nhưng ông già này thận trọng đến phát bực. Hai ban thở dài, ôi trời, thật nhàm chán, mà cái tính cách tự kỷ của cậu cũng giống hệt cậu ta. Ý ngài là, giống như cậu, cậu ta chỉ học duy nhất kiếm thuật hoàng gia, cậu ta là một gã tuyệt vọng, luôn nghĩ rằng mình không có tài năng. Nghe vậy Asher ngạc nhiên, vậy sao? Cậu ta nghĩ gì là chuyện của cậu ta, nhưng bọn ta đều nghĩ cậu ta không có tài thật, ha ha, hai ban thành thực, nhưng giờ ta không biết tài năng thực sự của một con người là gì. Không ngờ người như ông ấy lại nói như vậy, phản ứng ấy làm cho Asher bất ngờ. Hai ban tin tưởng vào tài năng và coi sự tài giỏi của mình như một phước lành. Một người kiêu ngạo như vậy lại thay đổi quan điểm của mình chỉ trong vài năm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bên này Jika lên tiếng, sư phụ hai ban, có chuyện gì thế? Ông lên tiếng hỏi, chúng ta có khách từ đế quốc, cô thông báo, chậc, cuối cùng cũng mò tới đây, lũ rắc rối, cũng tới lúc rồi. Bên trong lâu đài, một tiếng nói trang nghiêm phát ra, đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia xin chào đón kiếm thánh vĩ đại, hoàng đế đang triệu tập ngài, kiếm thánh hai ban, xin hãy quay về đế đô cùng chúng tôi. Đội trưởng đội hiệp sĩ hả? Tôi còn tưởng người kế nhiệm đội trưởng đội cận vệ sẽ đến chứ. Hiện tại ngài ấy đang có công vụ khác. Thôi được rồi, ta cũng đang định rời khỏi đây, mai rồi đi, hôm nay trời muộn rồi, đi nghỉ đi. Reberok, rất vui được gặp lại ông sau thời gian dài. Vâng, tạm biệt ngài hai ban và mấy đứa nhóc, rất vui được gặp nhóc. Ta chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, dù ta không biết con đường nhóc chọn là gì. Vâng, Reika cảm thấy không muốn chia tay. Asher lại nhớ lại kiếp trước, vẫn như mọi khi, anh vẫn miệt mài luyện kiếm thuật. Anh đâu có tài năng đâu. Đội trưởng đội cận vệ, một giọng nói châm chọc vang lên, chẳng phải tìm công việc khác sẽ tốt hơn sao? Tôi làm những gì tôi muốn, anh trả lời dứt khoát. Nếu tôi suy sụp vì bất tài thì tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi, vậy nên đừng có đứng nhìn nữa và đi đi. Một lời khuyên thôi. Cô gái bên cạnh vô cùng cao ngạo, anh sẽ chẳng đạt được gì đâu. Tài năng của anh là sự thảm hại và vô giá trị rồi, anh cũng sẽ trở lại làm một kiếm sĩ hạng 3 mà thôi, đó chính là tương lai của anh. Asher lúc này giật mình choàng tỉnh, thì ra chỉ là giấc mơ, đúng là một giấc mơ khủng khiếp. Lefanya, kiếm thánh trẻ tuổi nhất, thiên tài kiếm sĩ, cô nói tôi sẽ chẳng đạt được thành tựu gì sao, nhưng cô hãy nhìn này, vào lúc cuối đời tôi đã trở thành một kiếm thánh, hơn nữa, giờ tôi còn đang chỉ dẫn một đứa trẻ, người sẽ có thể đạt được thành tựu như cô. Chuyện này không vui sao? Lefanya, cô sai rồi, luyện kiếm vào giờ muộn vậy sao? Người đến là kiếm thánh hai ban, tôi gặp ác mộng nên không ngủ được, ngài thì sao? Ta sẽ rời đi vào lúc bình minh, chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian, đệ tử, chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Bỗng hai ban nghiêm mặt, Asher, ta đã đi du ngoạn khắp nơi từ 20 năm trước để tìm ra những mâu thuẫn và trải nghiệm đang thay đổi trên thế giới này, nhưng từ sau khi gặp cậu, ta nghĩ ta đã tìm ra rồi, sự khát máu đó là sao? Asher đang cảm thấy bị uy hiếp, những điều ta đã tin tưởng thật sai lầm làm sao? Nói xong ông bổ thẳng thanh kiếm vào trước mặt Asher, nhưng luồng kiếm khí chỉ lướt qua bên cạnh anh mà thôi. Thật bất ngờ là sau lưng Asher tung lên mấy cái xác bị trúng chiêu. Asher ngoảnh lại thì thấy cảnh tượng thật hỗn loạn, đây chính là sự thật ta đã tìm ra sau 20 năm rong ruổi khắp nơi. Bên dưới là xác đám ác quỷ nằm la liệt, chúng đã không ngừng đuổi theo ta, rình rập từ phía sau. Asher thắc mắc, tại sao chúng lại ở đây? Những sinh vật này đáng lẽ phải bị anh hùng trục xuất khỏi thế giới này rồi chứ? Đúng vậy, anh hùng chắc chắn đã đánh bại quỷ vương, và nhờ vậy, mọi thứ hắc ám như ác quỷ, quái vật đã biến mất. Đó là sự thật mà thế giới được biết, sự thật mà lịch sử ghi lại, nhưng tất cả chỉ là dối trá. Sự thật là quỷ vương và lũ quỷ không hề biến mất, bọn chúng vẫn đuổi theo ta, chúng muốn trừ khử ta và chôn giấu sự thật, nhưng bây giờ thì ưu tiên xử lý lũ này trước đã. Lúc này bọn chúng đã xông lên tấn công Asher, anh nắm chặt chuôi kiếm trong tay, sau đó biến nó thành một thanh trường thương, sau đó quét một vòng về sau tiêu diệt được con ác quỷ dẫn đầu. Nhìn thấy sự dũng mãnh và thành thục của Asher, hai ban cảm thấy, chuyển động đó, đúng như lời đưa nhóc đó nói, kỹ năng của một cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm, như thể ta đang nhìn vào người bạn cũ của mình vậy. Thằng nhóc này không phải là một đứa trẻ bình thường. Nhóc à, cậu có tài năng kiếm thuật thật sự, kiếm thuật anh hùng này chẳng là gì cả. Hai ban bắt đầu nghiêm túc ra tay rồi, chỉ một đòn là cuốn phăng tất cả, kiếm thuật anh hùng quả nhiên là bá đạo. Một lát sau, trên mặt đất la liệt những xác của lũ ác quỷ. Sau khi xử lý xong, hai ban lên tiếng, những sinh vật ác quỷ đã trở lại thế giới này. Ta đã nghi ngờ cậu, Asher, là một thực thể của ác quỷ. Có thể cậu là một con quỷ đã bắt chước hình dáng của một đứa trẻ sau khi thôn phệ ký ức. Ngài đang nói đến song trùng sao? Asher hỏi thẳng, nhưng ác quỷ không thể bắt chước được kiếm thuật của một người đã tinh thông tới vậy. Cậu thật sự là một con người, một đứa nhóc giống với người bạn đã mất của ta. Hai ban đưa ra kết luận, ta sẽ đi tới đế quốc và tiết lộ sự thật, cảnh báo họ trước nguy hiểm đang rình rập. Sau đó, ta phải tìm kiếm anh hùng đã mất tích. Asher, hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Lần tới, ta muốn tâm sự lâu hơn với cậu. Sáng hôm sau, Asher nằm trong phòng mà suy nghĩ về anh hùng. Người thật sự không đánh bại được quỷ vương sao? Khi thế giới chìm trong biển lửa vì sự xuất hiện của quỷ vương, ngài ấy đã xuất hiện như vì sao sáng và thổi bay ác quỷ. Là một người mạnh mẽ và rạng rỡ, những anh hùng bước ra từ cổ tích, nhưng cũng giống như Hai Ban, ngài ấy đã mất tích từ 20 năm trước, từ bỏ vùng đất và những người dân mà mình đang cai trị, ngài ấy có thể biến mất đi đâu? Nếu ngài ấy thất bại trong việc tiêu diệt quỷ vương thì giải thích thế nào về sự yên bình của thế giới suốt thời gian qua? Dù thế nào đi nữa, sứ mệnh của mình vẫn không thay đổi, cho dù mình có khám phá ra bí mật hay không, cho dù có biết được sự thật hay không, mình vẫn sẽ dương cao thanh kiếm này, đó là điều sẽ không bao giờ thay đổi. Bỗng nhiên lúc đi đến và gọi Asher, hắn nở một nụ cười gian ác, sau đó đưa cho Asher một vật. Tôi có thể tự giải quyết được, một giọng nói vang lên tại nơi của hội sát thủ. Thủ lĩnh có thật sự cần phải đi cùng tôi không? Hắn là đệ tử của kiếm thánh, tên thủ lĩnh lên tiếng, nhưng nó chỉ là một thằng nhãi bất tài chỉ biết duy nhất kiếm thuật hoàng gia, nhưng tên thủ lĩnh lại không cho như vậy. Ông ta hiểu rằng thằng nhóc này rất nguy hiểm, nó hoàn toàn khác. Hãy nhớ lấy, khi lần đầu tiên chúng ta lộ diện trên thế giới này, chính kẻ đã học kiếm thuật hoàng gia đã đẩy chúng ta tới bờ vực diệt vong. Đừng bao giờ quên điều đó. Đó là vì lúc đó tổ chức của chúng ta còn yếu, giờ đã khác rồi. Không cần nói nữa, hắn sẽ chết dưới tay tôi với tư cách là người kế thừa di sản của anh hùng. Tôi sẽ không bị đánh bại bởi một thứ thấp kém như kiếm thuật hoàng gia đâu. Nghe vậy tên thủ lĩnh có vẻ hài lòng. Lúc này Asher đã tiếp nhận nhiệm vụ từ lúc. Mệnh lệnh đó là đi đến con hẻm được ghi ở đây. Thú vị thật, anh cười lạnh. Sao các ngươi không ra đi nhỉ? Đám sát thủ Motorolia đã hiện thân. Các ngươi có chuyện gì với kẻ hèn này vậy? Nghe vậy bọn chúng ngớ cả người ra. Con chuột nhát này sao nó biết chúng ta? Một giọng nói vang lên. Thú vị thật, không ngờ ngươi lại biết đấy. Kiếm thánh đã kể cho ngươi về bọn ta sao? Nhãi con, ta biết đủ rõ mà thôi. Vì kiếp trước ta cũng tìm ra các ngươi kia mà. Hồi đó lũ ngươi này cũng đã cắm cọc ở lãnh thổ này rồi. Ta đã tìm ra và phá hủy căn cứ của các ngươi. Anh nhớ lại việc mình làm kiếp trước. Ngươi tự vác xác tới tìm mồ chôn rồi đấy. Tên đeo mặt nạ tự mãn. Mồ chôn sao? Asher chỉ cười nhạt. Có một tên đã lẻn ra sau anh định đánh lén. Asher không cần nhìn mà ngay lập tức chém hắn một nhát. Nói xong anh nghiêm mặt nói với chúng. Trước kia dù có bị kiếm thuật hoàng gia chém thành trăm mảnh các ngươi cũng vẫn lắm lời như vậy. Nghe vậy đám sát thủ giật bắn người. Ngươi sao ngươi biết chuyện đó? Cái đó không quan trọng. Asher cắt ngang. Vì quan trọng là mục tiêu của ta kia kìa. Điều duy nhất ta cần làm. Chuyển cảnh đến phía trong lâu đài. Lâu rồi không gặp, đứa con của đế quốc. Người ngồi trên ngai chào Hai Ban. Cũng hơn 20 năm rồi. Hồi đó trông ngài có vẻ khá thông minh. Nhưng giờ chỉ là một ông già bị áp lực của thực tế đè nặng mà thôi. Không khác mọi khi, ngươi vẫn bất kính với hoàng gia như vậy. Hai Ban ngồi phịch xuống bậc thang mà nói. Con đường của tôi là con đường kiếm thuật. Quyền lực đối với tôi chẳng là gì hết. Để chuyện đó qua một bên đi. Ta nghe được tin đồn. Khe nứt đã mở ra. Và lũ ác quỷ đã tái xuất. Ý của ngươi là gì? Đúng vậy, Hai Ban xác nhận, ưu tiên hàng đầu là tìm ra người hùng, vậy nên tôi cần sự hợp tác của đế quốc. Xin lỗi, nhưng có lẽ không dễ vậy đâu. Cái gì? Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất, chúng ta đang thiếu hụt nhân lực một cách nực cười. Người hùng không phải là người duy nhất biến mất, ý ngài là sao? Hai Ban hoảng hốt, lại quay về phía của Asher, đám sát thủ vẫn tự mãn, chúng cảm thấy Asher thú vị thật. Bình thường thì chúng sẽ giết ngươi luôn, nhưng giờ đổi ý rồi. Vậy nên tốt nhất là mau khai ra sao ngươi lại biết về quá khứ của bọn ta. Hắn đe dọa, cứ thử xem. Một tên nữa lại xông đến, kết quả vẫn như trước. Asher lại xẻ hắn làm hai, sau đó có thêm hai tên từ trên công tới. Còn chưa kịp ra chiêu thì ăn ngay một phi đao. Tên thứ hai cũng chịu chung số phận, chứng kiến đám thủ hạ nhanh chóng bại trận. Tên đeo mặt nạ đã bắt đầu sợ hãi, nhưng mà cái giọng của hắn vẫn vô cùng cứng. Lại mấy cái trò vặt vãnh, sự đấu tranh tuyệt vọng của một kẻ hèn yếu à? Asher thì mặc kệ lời hắn nói, anh chỉ cảm thấy đôi găng tay này khá là hữu dụng. Ngươi chắc hẳn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, có vẻ là giấu vũ khí trong quần áo nhỉ. Asher hiểu rằng dường như hắn không nhận ra mình sử dụng ma pháp không gian để tạo ra vũ khí. Nhưng đây là dấu chấm hết của ngươi rồi. Tên đeo mặt nạ bắt đầu rút kiếm. Ngươi sẽ chết dưới kiếm thuật vĩ đại của ta. Thanh kiếm tỏa ra hắc khí nồng đậm. Kiếm thuật của Motorolia. Asher đã nhận ra chúng. Anh lại thấy kiếm thuật này thêm một lần nữa. Thứ kiếm thuật che giấu đi hình thái của nó, xuyên qua bóng tối và tấn công vào những điểm chí mạng. Ồ, ngươi cũng biết kỹ thuật tuyệt diệu này sao? Vậy thì hãy chết dưới kiếm thuật vĩ đại này đi, đệ tử của kiếm thánh. Luồng hắc khí đã như cơn cuồng phong cuốn quanh người của Asher, sau đó bất thình lình tụ lại mà bắn vào anh, nhưng Asher đã dùng thân kiếm để chặn lại. Kiếm pháp kỳ quái khiến Asher không thể dự đoán được đòn tấn công, nhưng tên sát thủ không vì thế mà nương tay cho anh. Luồng hắc khí ngày càng khuếch đại khiến Asher cảm thấy thật áp lực. Cuối cùng tay anh đành phải rời kiếm và nhảy lùi ra sau. Một thanh kiếm đưa về phía của Asher. Asher khen hắn, ngươi cũng có chút tài năng đấy, vì đây là một kiếm thuật khó thành thạo. Tên đeo mặt nạ cũng phải tán thành điều đó. Đúng vậy, ta chính là một trong 13 tinh anh danh dự, được thủ lĩnh của Motorolia công nhận. Tinh anh danh dự, vẫn bám lấy cái danh hiệu đó, thật thảm hại. Asher mỉa mai, tại sao Motorolia lại nhắm vào ta? Anh thắc mắc thì nhận được câu trả lời đầy châm chọc. Từ khi nào mà sát thủ lại phải nói cho mục tiêu biết lý do chứ? Nhưng dù sao ta cũng chết mà, ngươi không thể ban cho ngươi sắp chết mong ước cuối cùng sao? Nghe vậy thì quả nhiên gã sát thủ cũng trúng kế. Cũng được thôi, chúng ta đặc biệt tới vùng đất này để giết ngươi. Giết ta? Đúng, nhà tiên tri đã ra lệnh như vậy. Nhà tiên tri nhắm vào ta sao? Asher vẫn chưa hết thắc mắc. Đúng vậy, câu trả lời như vậy đầy đủ chưa? Hơn cả mong đợi, anh đáp, rồi sau đó từ trong tay bất ngờ rút ra cây trường thương đâm thẳng vào ngực tên sát thủ. Cái gì vậy? Hắn kinh ngạc, còn Asher thì lạnh nhạt đáp, thì còn là gì nữa? Mấy trò vặt vãnh đấy sao hạ được ta? Tất cả chỉ là một màn kịch để Asher tìm hiểu âm mưu đằng sau. Đêm đến tại lãnh địa, lúc đang vui sướng cười hả hê, hắn bật ra một chai rượu vang. Giờ chắc hắn đã chết ở cái xó xỉnh đó rồi, thật tuyệt, lúc chắc chắn âm mưu của mình đã thành công. Cái gai trong mắt cuối cùng cũng nhổ bỏ, điều này khiến hắn mãn nguyện, dù ngươi có tài giỏi đến đâu. Asher, thì đây vẫn là những sinh vật ở một đẳng cấp khác. Đúng lúc này có giọng nói vang lên, anh đây rồi. Giọng nói khiến lúc ngà trong men say cũng phải sợ hãi, rồi bất giác hắn làm rơi chiếc ly trên tay, lúc run rẩy ngồi bệt xuống đất như trông thấy một hồn ma trước mặt. Người có thể khiến hắn sợ hãi nhất lúc này còn có ai ngoài Asher? Tôi có vài lời cần nói với anh đấy. Asher lạnh nhạt đáp, ý ngài là sao? Asher vặn hỏi hắn, nghe có vẻ như tôi không nên xuất hiện ở đây ấy nhỉ? Hắn thật sự đánh bại đám người Motorolia sao? Lúc tự hỏi, lẽ nào hắn đã phát hiện ra mình là người ra lệnh cho bọn sát thủ? Đừng lại đây! Lúc sợ hãi hét lớn, sao ngươi dám tiến vào phòng của quý tộc? Hắn vẫn cố ra vẻ, đáp lại lời của hắn chỉ có kiếm của Asher mà thôi. Anh bổ một phát thật mạnh vào tên công tử ăn hại, nhưng hắn vẫn chưa tới số, thanh kiếm đã dừng lại ngay ở cổ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn có thể bỏ qua hành động của ngài, Asher lạnh giọng. Nhưng lần này, ngài đã đi quá giới hạn rồi. Lúc này lúc đã biết sợ, hắn run rẩy kêu tha cho ta. Hy vọng ngài sẽ không xáo trộn cuộc sống bình yên của tôi bằng những hành động như vậy nữa. Lời nói của Asher sặc mùi đe dọa. Đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho ngài, thiếu gia. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không chạm mặt lần nữa để tránh cho cả hai phải khó chịu. Đây là cảnh cáo cuối cùng. Anh nói rồi bỏ đi để mặc tên thiếu gia chết nhát. Lúc này hắn bị khí thể của Asher đe dọa đã sợ không còn cả hồn phách. Chuyển cảnh đến trụ sở của nhóm sát thủ. Chúng tôi đã thất bại. Một tên còn sống sót trở về lủi thủi bẩm báo. Nhưng thủ lĩnh của chúng cũng không cảm thấy lạ. Như dự đoán, các ngươi lại bị đánh bại bởi kiếm thuật hoàng gia như trước đây. Thật đáng lo ngại. Dù ta có nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì đứa trẻ đó chính xác là ai? Đúng lúc này có tiếng cười man dợ cùng tiếng bước chân đi đến. Ông thật sự nghĩ rằng có mối liên kết giữa thằng nhóc đó với cựu đội trưởng đội cận vệ sao? Kẻ lạ mặt lên tiếng, chỉ vì nó cũng sử dụng kiếm thuật hoàng gia à? Motorolia lừng danh thậm chí còn không xử lý nổi một thằng nhóc, thật thảm hại. Những trải nghiệm trong quá khứ của chúng ta với kiếm thuật hoàng gia không hề dễ chịu, đơn giản là do ông bị áp đảo vì thiếu kỹ năng mà thôi. Ta sẽ tự mình lo liệu thắng nhãi đó. Bởi sức mạnh vĩ đại của thần Maruena, bên ngoài thành mọi người đang xôn xao bàn tán. Họ nói sát thủ đã cố thủ tiêu thiếu gia lúc bằng cách xâm nhập vào ngôi làng. Ôi chúa rồi, nhưng ai là người đã tiêu diệt chúng? Nghe nói là thằng nhãi Asher. Cái gì? Tên gây rối đó ư? Mọi người lên tiếng. Nghĩ lại thì chẳng phải Asher gần đây đã được chọn làm đệ tử của kiếm thánh sao? Karen vừa xem xét hiện trường vừa đánh giá, sau đó về bẩm báo lại, ta nghĩ chúng là Motorolia, không ngờ nhóm sát thủ khét tiếng đó lại ở trong lãnh thổ của chúng ta, toàn bộ ngôi làng có thể đã bị phá hủy, lúc đã gây ra mớ hỗn loạn này, tên ngu xuẩn, lãnh chúa thật sự rất tức giận, sau đó ông ta hỏi, giờ nó đang ở đâu? Ngài ấy vẫn chưa ra khỏi phòng, Karen bẩm báo, lúc này lúc đã sợ đến muốn tè cả ra quần, một lãnh chúa kế nhiệm mà lại gây nguy hiểm cho lãnh thổ của mình như vậy, nó cần phải suy ngẫm nhiều hơn. Bầu không khí trong làng sao rồi? May mắn là mọi việc đã được giải quyết và mọi người đã ổn định. Với cả, quan điểm của họ về Asher có vẻ như đang dần dần cải thiện. Dù thế nào chúng ta cũng phải bày tỏ lòng cảm ơn với Asher. Chưa để lãnh chúa nói xong thì Karen xen vào. Tôi vẫn đang tò mò về danh tính thật sự của Asher. Tính cách của ai đó thực sự có thể thay đổi và trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Ngài Hai Ban đã khẳng định Asher không thể nào là ác quỷ, nhưng nó thật sự là một kẻ nguy hiểm. Nếu nó dùng sức mạnh đó cho dã tâm của mình, nó có thể dễ dàng phá hủy lãnh thổ Ailac này. Tuy nhiên, nó đã chiến đấu vì chúng ta và cứu ngôi làng, nên chúng ta cần chắc chắn là liệu Asher có thật sự ở phe chúng ta hay ở bên chiến tuyến khác. Và giờ, cơ hội để chứng thực điều đó đã tới. Chúng ta cần quan sát xem Asher sẽ phản ứng thế nào. Karen vẫn tò mò về ý tưởng của lãnh chúa. Đây là cơ hội bất ngờ. Motorolia, Asher bên này đang lau vũ khí và nghĩ đến cái tên này. Anh nhớ lại cảnh hôm qua khi đã đánh bại đám sát thủ. Nói hết sự thật cho ta, Asher đe dọa. Tại sao các ngươi lại muốn giết ta? Chúng tôi không biết lý do, chúng tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của thần mà thôi. Lời tiên tri là phải giết ngươi và bọn ta đã hành động sau khi thu thập được thông tin rằng ngươi đang ở ngôi làng này. Có vẻ như các ngươi đã lên kế hoạch dùng lúc để tạo dựng chỗ đứng ở ngôi làng này. Đúng vậy, là vậy nên, ngươi sẽ tha cho ta vì đã nói ra chuyện này, đúng không? Chưa bao giờ nói sẽ tha cho ngươi, Asher lạnh lùng nhấc kiếm lên. Ngươi đang âm mưu chuyện gì? Anh tự hỏi, Motorolia là một giáo phái tôn thờ thần Maruena, những người đứng đầu nắm giữ chiếc ghế danh dự những tinh anh sẽ nhận được sức mạnh từ vị thần này. Bọn họ đã mở rộng tầm ảnh hưởng của mình bằng cách sử dụng sức mạnh của thần. Nhưng trong quá khứ anh đã đánh bại toàn bộ bọn chúng. Sau khi biến mất một thời gian, bọn chúng đã xuất hiện để trừ khử Asher trong thân phận mới. Nhưng tại sao? Thần của chúng biết mình đã trọng sinh sao? Sau một hồi suy nghĩ thì anh đã đưa ra quyết định, đó là tới đế đô thôi, ở đó có lẽ sẽ có người biết về bí mật trọng sinh của mình. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, người đến là Reika. Cô ấy cứ lấm lét đi đến gặp Asher. Tôi đã nhận được lời cầu hôn cho một cuộc hôn nhân sắp đặt, Reika bộc bạch. Rồi cô kể lại chuyện cũ, việc mà cha mình bắt cô phải thuận theo hôn nhân sắp đặt. Con không muốn đâu, con vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn nữa. Đương nhiên là cô sẽ phản đối rồi, lãnh chúa nhẹ nhàng khuyên bảo. Cha hiểu cảm giác của con, Reika, nhưng chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Con biết nhà trai là ai mà. Con cứ thứ gặp cậu ta trước đi, biết đâu cậu ta là người tốt thì sao. Một cuộc hôn nhân bị sắp đặt, nói năng hoa mỹ vậy thôi, chứ y chang như bị bán cho mấy nhà danh gia vọng tộc đó vậy. Gia đình đó chắc rất có thế lực, còn ai ngoài bá tước vùng Bellatoria. Vùng Bellatoria sao? Nghe đến cái tên này khiến Asher bất ngờ. Khi xưa ngài ấy là một anh hùng, bây giờ ngài ấy đã trở thành lãnh chúa vùng Bellatoria, Van Baca Bellatoria. Kiếp trước, mình và ngài ấy có liên quan với nhau, nhưng ngài ấy là một lãnh chúa nhân đức. Chỉ vì lãnh địa rất tốt, ngươi dân tôn ngài ấy lên làm anh hùng, ngài ấy là ngươi không quá nổi bật hay tài năng. Lãnh chúa Van Baca cầu hôn tiểu thư sao? Nghe vậy Jika giận run người, không phải ngài ấy, là con trai ngài ấy. Lãnh chúa hơn 50 tuổi rồi cưới một người đứng tuổi như vậy. Ui ghê quá, Reika sợ hãi. Nhưng tại sao con trai của ngài ấy lại bị lôi kéo vào một cuộc hôn nhân sắp đặt như này chứ? Anh thắc mắc, rồi anh nhớ lại hồi ức cũ. Đội trưởng đội cảnh vệ, đây là con trai ta đấy. Tên của thằng bé là Boros. Ngài có một đứa con trai gan dạ đấy, lãnh chúa, đội trưởng tán thưởng. Nhắc mới nhớ, tôi nghe bảo hôn ước này đã được lan truyền khắp các gia đình quyền quý rồi. Ý cậu là một cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn. Ta muốn để con trai mình cưới người mà nó yêu, bất kể đó là quý tộc hay dân thường. Quả là quan điểm của một vị lãnh chúa nhân đức. Ngài ấy không phải là một quý tộc cứng ngắc, ngài ấy là một người rất khiêm tốn và không hề trịch thượng. Ngay cả một người như ngài ấy cũng phải chịu thua trước thực trạng của giới quý tộc. Dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng nghe được tin rồi. Asher, anh đã tự tay mình trừ khử một tổ chức sát thủ xâm nhập lãnh địa của chúng ta. Tôi ước gì tôi cũng có thể mạnh được như anh. Đến kiếm tôi cũng chẳng thể cầm được. Thật ra cô cũng rất tài năng đấy, tiểu thư à. Thật đáng tiếc khi cô phải rời khỏi đây. Thật á? Asher, vậy thì Reika dường như cũng đoán trước được phản ứng này của anh. Cô chỉ chờ có thế mà nói tiếp. Tôi có một chuyện cuối cùng muốn nhờ anh giúp. Anh sẽ giúp tôi chứ? Cô muốn đấu một trận cuối cùng sao? Đúng vậy, tôi sẽ không thể cầm kiếm được nữa, cho nên tôi muốn được đấu một trận cuối cùng. Lên đi, đừng nương tay. Reika có vẻ rất hào hứng, rồi cô dùng hết sức lực xông về phía của Asher. Kết quả thì chắc là ai cũng đoán được. Reika đã ngã vật xuống đất. Asher đề nghị, nhiêu đây thôi hà. Reika cũng thành thật rằng cô không thể tiếp tục được nữa, rồi cô ngoảnh mặt nhìn lên, có một người đi tới. Ôi con gái tội nghiệp của mẹ, phu nhân cảm thán, rồi bà cầm lấy tay của Reika. Sao mẹ còn buồn hơn con nữa vậy mẹ? Cô ngạc nhiên, cô an ủi mẹ mình, mẹ cũng có một cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn nhưng người vẫn sống rất tốt đấy thôi. Phu nhân thành thật, cha con và mẹ đã biết nhau từ trước rồi, nhưng con chưa hề gặp người đó một lần nào cả. Đã vậy, gia đình họ còn là một gia đình anh hùng nữa. Nếu có chuyện sai lầm gì đó xảy ra, nhưng liên hôn với gia đình họ thì gia đình chúng ta cũng sẽ được lợi nhiều. Asher à, ta có chuyện này muốn nhờ cậu, phu nhân lên tiếng. Khi Reika đến lãnh địa của họ để ra mắt, cậu có thể hộ tống con bé đến đó và chăm sóc con bé được không? Con bé cần ai đó để nói chuyện cùng khi đến một nơi xa lạ. Vả lại, cậu là người thân cận với con bé nhất, ta rất lo lắng. Tôi hiểu rồi, dù gì thì tôi cũng muốn gặp ông ấy nữa. Asher nhanh chóng nhận lời. Van Baca Bellatoria, không biết bây giờ ngài ấy thế nào rồi. Sau đó đoàn người đã lên đường. Trên chiếc xe ngựa xa hoa đang rời khỏi lãnh địa, Reika đang vô cùng thắc mắc. Nhưng tại sao cha lại để Karen đi với chúng ta chứ? Tại sao cha lại phải một người có hiềm khích với anh đi cùng chứ? Karen chỉ lạnh nhạt đáp, đây là mệnh lệnh của lãnh chúa. Hãy trông chừng Asher. Anh ta nhớ lại, có thể mục tiêu từ trước đến nay của Asher vẫn luôn là Reika. Chắc không phải đâu, Karen đáp. Có thể từ trước đến nay, hắn ta luôn che giấu động cơ và kế hoạch của mình. Lãnh chúa nhấn mạnh, Asher sẽ không mạo hiểm cả mạng sống của mình để bảo vệ một lãnh địa và lâu đài nơi hắn ta luôn bị ghét bỏ đâu. Hắn ta không giống như người sẽ hy sinh như vậy. Người duy nhất công nhận và tin tưởng hắn ta chính là Reika. Nếu Reika rời khỏi đây, hắn ta sẽ sớm để lộ sự thù hằn với lãnh địa này mà thôi. Thì ra cuộc hôn nhân này là giả. Đây chỉ là âm mưu của lãnh chúa để thử thách Asher phải bộc lộ ra bản chất của mình. Chúng ta phải trông chừng mọi hành động của Asher và bóc trần dã tâm thật sự của hắn ta. Ông ấy ra lệnh cho Karen. Vậy ra mọi hành vi của hắn ta đều là vì chiếm được tình cảm của tiểu thư Reika. Nhìn thấy sự có mặt của Karen thì Asher cũng hiểu rằng lãnh chúa Leberok vẫn còn nghi ngờ mình. Còn tên đầu đất Karen thì chẳng biết cái con mợ gì, hắn nghĩ Asher là tên khốn bỉ ổi, nếu hắn cố giở trò với tiểu thư thì mình sẽ chém chết hắn ngay lập tức. Lúc này thì xe của họ cũng đã gần đến nơi. Karen thông báo, chúng ta đang tiến vào lãnh địa của bá tước, chúng ta sẽ đến nơi sau nửa ngày nữa, cũng không xa lắm nhỉ. Thật bất ngờ khi ở gần nhau đến thế mà hai lãnh địa chẳng mấy khi giao lưu với nhau. Lãnh địa Bellatoria đã tách biệt với thế giới bên ngoài từ 20 năm trước rồi, nghe vậy thì Jika thắc mắc không hiểu vì sao. Karen đáp, tôi cũng không biết nữa, sau bằng ấy năm tách biệt với thế giới bên ngoài, thật đáng ngạc nhiên khi họ lại đề xuất một cuộc hôn nhân được sắp đặt thế này. Chắc không có gì đâu, nhưng tại sao lãnh chúa nơi này lại được tôn là anh hùng? Karen giải thích, lãnh chúa Van Baca, mọi người coi ngài ấy như một vị thánh, một quý tộc chẳng giống các quý tộc khác. Chỉ vậy thôi sao? Reika thấy thông tin quá ít ỏi. Lãnh chúa Van Baca được sinh ra trong một gia tộc bá tước xuất chúng. Ngài ấy có thể sống một đời quý tộc vọng trọng, nhưng thông qua các chuyến lữ hành của mình, ngài ấy nhận thấy được cuộc sống khó khăn của người dân. Lãnh chúa Van Baca quyết định từ bỏ cuộc sống quyền quý để trở thành một vị lãnh chúa chăm sóc cho những người ốm yếu, bệnh tật. Lãnh chúa Van Baca đã tháo rỡ lâu đài của ngài ấy, rồi bán hết tất cả châu báu để dùng tiền cứu giúp những người đói khổ. Ngài ấy đánh thuế nông nô rất thấp, thậm chí ngài ấy còn tự mình làm nông nữa. Người dân không phục những hành động cao cả của ngài nên đã tôn ngài ấy lên làm anh hùng. Để một quý tộc sống như vậy thật không dễ chút nào, chắc chắn ông ấy là một người vô cùng đặc biệt. Reika cảm thán, nhờ có sức ảnh hưởng của ngài ấy mà Bellatoria trở thành một vùng đất vô cùng yên bình, người dân thân thiện. Nơi đây được gọi là thiên đường, nơi không có giết chóc, không có cướp bóc. Karen vừa dứt lời thì có tiếng hô hoán ăn cướp vang lên như vả vào miệng anh ta. Thưa ngài hiệp sĩ có ăn cướp, người bên cạnh lên tiếng. Karen, ngươi bảo ở đây không có cướp bóc mà. Reika tỏ ra thất vọng, bên dưới là một đám người đang đằng đằng sát khí. Chờ ở đây, tôi sẽ xử lý chúng. Karen định rút kiếm ra dẹp loạn thì Reika yêu cầu hãy chờ đã, ta cũng đi nữa, cô khẳng định. Asher lên tiếng can ngăn, làm ơn ở đây, tôi sẽ đi. Tại sao? Tôi không yếu đến nỗi thua lũ cướp đâu. Đây không phải là vấn đề sức mạnh, mà là vấn đề về tinh thần. Cô vẫn chưa lấy mạng ai phải không? Nghe đến đây Reika lùi lại, tôi và Karen sẽ xử lý chúng, anh lo lắng. Có lẽ nào lũ khốn Motorolia cũng tới đây. Nói xong Asher liền thủ thế, rồi anh nhận ra một điều bất thường. Đây chỉ là những nông dân nghèo, vũ khí của họ chỉ là các nông cụ. Cho chúng tôi tiền thức ăn, giọng nói họ run run. Những người này mà là cướp sao? Asher không tin nổi. Còn Karen thì lớn tiếng quát, lùi lại, đây là xe của lãnh chúa Reberok ở Ailac. Bước thêm một bước nữa ta sẽ ra tay. Karen, thế đủ rồi. Asher tiến đến và lên tiếng, những người đó không phải cướp, anh khẳng định, chỉ là những nông dân đang đói thôi, họ sẽ không chạy đi đâu, với họ, chết vì bị chém hay chết vì đói cũng như nhau. Sau đó anh ném cho họ một túi tiền, trong đó có vàng, anh bảo họ hãy lấy đi, mua chút thức ăn và đi đi. Bọn họ cảm ơn xong rồi cũng chạy mất, đó là tiền của ngươi. Karen ngạc nhiên còn Asher chỉ hờ hững trả lời, ổn thôi, tôi cũng không có ý định dùng nó. Nhưng những nông dân đó, từ phương hướng chạy trốn, xem ra họ từ Bellatoria, không thể nào. Không thể, nghĩ đến thôi đã khiến Karen sợ hãi. Asher, Karen, có chuyện gì vậy? Reika lo lắng, đã giải quyết mọi việc rồi. Asher đáp, lũ cướp đó đã tiến tới Bellatoria, họ là những người nông dân, anh cho cô biết thêm. Cướp xuất hiện ở nơi xa xôi này trong lãnh địa bá tước, chưa kể, lũ sát thủ tấn công vào lãnh địa chúng ta, lục địa này trở nên nguy hiểm quá. Sao chúng có thể gây rối trong lãnh địa yên bình này chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Van Baca, Asher tự hỏi. Tại lãnh địa Bellatoria, lúc này đoàn xe ngựa của Asher cũng đã đến. Họ ngạc nhiên với những gì đang nhìn thấy. Trước mặt họ là một tòa lâu đài khổng lồ. Làm sao có thể, lãnh chúa Van Baca sẽ không? Các lần thất vọng còn Jika chỉ mỉa mai. Không phải ngươi nói là ông ấy đã phá hủy lâu đài của mình và sống tiết kiệm tránh lãng phí nhất sao? Chào mừng các vị đã đến thăm lãnh địa. Một giọng nói cắt ngang. Ngài chắc là tiểu thư Reika Hanbarok và người hầu. Tôi là Boros Bellatoria, hân hạnh được gặp tiểu thư. Vậy ngài là? Đúng vậy. Tôi là hôn phu của tiểu thư, không như tôi mong đợi, nhưng Reika chưa hiểu hàm ý trong lời nói của anh ta. Sau đó đoàn người ngựa lại tiếp tục tiến vào trong. Asher khẳng định, nó đã thay đổi, ngôi làng trông như khu ổ chuột, nó đã từng sạch sẽ và mọi người đều hạnh phúc, nhưng giờ trong họ lại vô cùng tuyệt vọng. Đây thực sự là lãnh địa Bellatoria sao? Không khí ở đây không thực sự tốt lắm. Reika cảm nhận, có một số tội phạm xuất hiện gần đây, nên mong tiểu thư hãy tránh tiếp xúc với dân làng. Boros nhắc nhở cô, về đến nơi nghỉ ngơi. Reika vô cùng bức xúc. Đây là thiên đường không có tội phạm và ăn cướp ư? Đây rõ ràng là ổ chuột, là ổ của lũ cướp. Ngoài ra bữa tiệc xa hoa gì thế này trong khi người dân bên ngoài đang chết đói và bệnh tật là sao? Khó chịu thật, ta không thể ăn được đây. Đây không phải Bellatoria tôi từng biết. Karen ngại ngùng, tiểu thư đã dùng xong bữa trưa? Boros đi đến hỏi, cha tôi muốn gặp tiểu thư. Nghe vậy thì Karen tỏ ra lưỡng lự trước khi Reika kịp lên tiếng. Ta biết ngài muốn nói gì, ngài hiệp sĩ, Bellatoria này khác hoàn toàn so với những gì ngài từng biết phải không? Boros trấn an, ngài tốt nhất không mong đợi gì. Vì hiện tại cha tôi không khác gì quái vật cả, anh ta đưa ra một tin động trời. Hân hạnh được gặp các vị, ta là Van Baca Bellatoria, lãnh chúa cho diện kiến ba người họ. Ta nghe các ngươi đến từ lãnh địa Ailac, phải là một hành trình dài để đi tới nơi xa thế này. Ông ta vừa uống rượu vừa tiếp khách, nhưng không vấn đề gì, đó chỉ là chuyện nhỏ với gia tộc anh hùng vĩ đại. Nghe vậy Karen cảm thấy con người này thật thô lỗ, còn Asher thì bận nhớ lại chuyện cũ. Ông đã thay đổi rất nhiều so với người ta từng biết, giờ thật thô bỉ. Còn Jika thì không giấu nổi sự khó chịu ra mặt. Và tên ngươi là? Lãnh chúa hỏi. Lelesia Hanbarok thưa ngài, cô đáp gọn lỏn. Nghe thấy cái tên, lão ra lộ ra vẻ thèm khát. Điều này khiến cô giật mình sợ hãi. Thật là một cái tên đẹp. Lão ta cười một cách quỷ dị. Tôi sẽ ngủ ở phòng của ngài Van Baca ư? Reika sợ hãi khi nhận được thông tin từ Boros. Làm sao tôi có thể nằm trên giường của ngài lãnh chúa được chứ? Tôi sẽ tới chỗ Asher hoặc Karen vậy. Không sao, ngài không cần lo đâu. Cô luống cuống giải thích. Được một người cao quý như tiểu thư đây mượn phòng ngủ là vinh dự của cha tôi đó. Boros khiêm tốn. Xin ngài hãy cứ thoải mái nghỉ ngơi ạ. Nghe vậy cô cảm thấy điều này quá bất thường. Rốt cuộc hai tên này đang âm mưu điều gì chứ? Con đã bảo Reika vào đó chưa? Dạ rồi, thưa cha. Lãnh chúa khốn nạn vẫn ôm hai cô hầu gái mà nói. Con trai ta, con có nhớ câu chuyện cha kể cho con nghe lúc con còn nhỏ không? Có ạ, con nhớ rất rõ là đằng khác. Cha đã nói con phải cưới người mình yêu thương nhất, nhưng vì con chưa tìm được người vợ nào phù hợp hot nên cha định sắp xếp cho con với tiểu thư tộc Ailac. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cô bé Reika, cha lại thấy cô ấy thích hợp để làm thiếp của cha hơn. Dù sao ta cũng đang định cưới thêm một người thiếp nữa. Ý cha là sao ạ? Boros sợ hãi. Ý cha là, cha sẽ cưới cô ấy lãm vợ lẽ. Lão đã ta không còn che giấu ý đồ nữa. Đêm đến, sao lãnh chúa lại có thể như vậy? Sao lại rơi vào trạng thái sa đọa như vậy chứ? Người tên Van Baca tôi nhớ là một người vô cùng khiêm tốn và lịch thiệp. Bellatoria đã từng là một nơi đẹp đẽ, phồn hoa, nhưng giờ thì ngài ấy gần như đã nuốt chửng nơi này với lòng tham của mình rồi. Đường đường một đấng quân vương, giờ lại chìm trong ham mê tửu sắc, chẳng còn nghi ngờ gì. Dân chúng đói khổ lầm than dưới các chính sách tệ hại bóc lột sức lao động của họ đến cùng cực. Nơi đây có thật sự là Bellatoria mình từng biết không? Asher cảm thấy rất bất thường. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Xin thứ lỗi, người đi vào là Boros, ngài Asher và ngài Karen. Anh ta lịch sự lên tiếng. Ta có chuyện này muốn nói với hai người. Ngài vừa nói cái gì? Sau khi nghe xong thì Karen tức giận. Ngài Van Baca muốn cưới tiểu thư Jika ư? Đúng vậy, Boros thành thật thông báo. Hôn ước của tôi với cô ấy đã bị hủy bỏ. Thay vào đó, người cưới cô ấy sẽ là cha tôi. Nghe vậy Karen giận run lên. Nghe xong anh ta vội vàng xông đi. Mọi người hỏi là đi đâu vậy? Karen trả lời. Tôi sẽ đưa tiểu thư Jika quay về. Tôi không thể nhìn cái cảnh cô ấy bị lão ta đem ra làm đồ chơi được. Không sao đâu, cậu Asher à. Boros ngăn cản. Cậu cũng là một hiệp sĩ trung thành. Ta hiểu cảm xúc của cậu. Ngay từ đầu, chẳng ai muốn một cuộc hôn nhân chính trị cả, phải không? Với tài năng thiên bẩm trong kiếm thuật của cậu, cậu sẽ chỉ đi theo con đường tới đỉnh cao kiếm thuật đúng chứ? Sao ngài biết? Asher ngạc nhiên. Boros thành thật. Ta có một tổ chức tình báo riêng, nên có chút hiểu biết về tình hình ở lãnh thổ Ailac. Cha ta đã cô lập hoàn toàn vùng đất này để tránh bị dò dỉ thông tin ra ngoài, nên ta đã lập ra một tổ chức ngầm chuyên đi thu thập tình báo xung quanh. Lãnh chúa của các cậu không bán con gái đi vì tư lợi, mà vì gia tộc của ta là một gia tộc anh hùng, nên ngài Ailac không thể từ chối yêu cầu đó của cha ta. Cho dù chẳng còn anh hùng nào nữa, Boros giọng buồn, nên ta để cô ấy ở ngoài hành lang trước đã. Cha đã bắt ta dụ tiểu thư Jika vào trong phòng ông ấy, làm ta rất khó xử. Ta có một lối đi bí mật ở đằng sau lâu đài. Tới khi bình minh, hãy đem cô ấy rời khỏi đây ngay lập tức. Ta sẽ về thuyết phục cha ta sau. Nghe vậy Asher cũng bất ngờ. Tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra vào khoảng thời gian đó được không? Boros bắt đầu kể lại. Ông ấy đã thay đổi hoàn toàn vào 20 năm trước. Ông ấy tàn nhẫn bóc lột người dân, thu đủ mọi loại thuế, cướp đi thu hoạch của họ. Ông đã dùng chỗ tài nguyên đó để xây cung điện mà ngư dân đang sống khổ cực lầm than. Người chết đói la liệt đầy đường phố. Cha ta lại chỉ ngồi trong cung điện uống rượu và thưởng thức người đẹp. Ông ấy đã từng được gọi là thánh sống vì lòng yêu thương ông ấy dành cho nơi này. Asher nhắc lại. Điều này khiến Boros cảm thấy mỉa mai. Trong quá khứ, cha ta nói với ta, con phải cưới người mà mình yêu thương nhất. Nhưng 5 năm sau, khi ta đã yêu say đắm một cô gái và dắt cô ấy về ra mắt, cô ấy chỉ là thường dân thôi, nhưng cô ấy thật sự yêu ta. Ông ta nhìn một vẻ khinh bỉ. Ngày hôm sau, cô ấy đã chết. Cô ấy bị cha ta giết với tội danh tham lam, ngấp nghé tài sản của một quý tộc. Bi cha ta, là cha ta giết đó. Một vị thánh sẽ làm như vậy sao? Ngài Bellatoria, tôi sẽ giúp ngài làm chủ nơi này. Ngài hãy tin tôi sẽ không để ngài thất vọng đâu. Nghe xong Boros ngạc nhiên quay ra, thì đúng lúc này Asher đã biến mất tại nơi của lãnh chúa Van Baca. Ha ha, được lắm, hắn cười sảng khoái. Giờ cô bé đó đang ở phòng nào nhỉ? Ngươi là ai? Lão hỏi khi thấy Asher đi tới. Anh chỉ nhàn nhạt cầm chai rượu trên tay và đọc. Rượu Bihimothia, năm 43. Nhưng ngài Van Baca ta biết rất ít khi uống rượu, đặc biệt là loại rượu đắt tiền. Bao nhiêu lần ta mời, ông ấy đều từ chối. Tên nhóc chết tiệt, ngươi biết ngươi đang đứng trước mặt ai không? Van Baca Bellatoria, nói cho ta, lời tuyên thệ của tộc Bellatoria là gì? Nó là cái gì? Ngươi đang nói cái gì thế? Ngươi không phải Van Baca. Asher ánh mắt sắc lạnh khẳng định. Lời vừa dứt thì anh đã cầm vũ khí xông tới. Ta phải ra khỏi đây ngay. Thưa cô Reika, bên này Karen và Reika đang chạy trốn. Tên đó không có gì tốt đẹp cả đâu. Tên lãnh chúa tham lam đó đang muốn xâm hại cô đấy. Cái gì? Reika kinh hãi. Lãnh chúa định làm gì với ta? Cô quát lên. Sau đó Karen đưa Reika lên xe, nhưng cô chỉ một lòng lo lắng cho Asher. Lúc này binh lính thông báo có kẻ xâm nhập. Lãnh chúa đã bị tấn công. Có chuyện gì thế? Hai người họ nghi vấn. Chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng hét của lãnh chúa từ bên ngoài. Lúc này Boros đem binh lính phá cửa xông vào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trên đó là lãnh chúa đang nằm gục với Asher cầm hung khí đứng bên cạnh. Đây không phải cha của ngài. Nó là thực thể chiếm đoạt cơ thể con người rồi lấy đi ngoại hình của họ mà thôi. Anh giải thích. Nó chỉ là một con quỷ. Ý cậu là người song trùng. Boros cũng rất hiểu biết. Nhưng không phải vậy. Anh ta lại nói với Asher. Cậu nghĩ ta ngốc đến nỗi không thể phân biệt được giữa con người và quỷ ư? Cậu nhầm rồi, Asher. Nếu cha ta bị tấn công bởi người song trùng thì ông ấy đã mất hết ký ức rồi. Hắn chắc chắn sẽ không nhận ra và còn tấn công ta. Nhưng ký ức của ông ấy vẫn còn y nguyên. Ông ấy vẫn nhớ rõ mọi thứ. Chỉ là tính cách của ông ấy thay đổi dần qua từng năm mà thôi. Có thể ông ấy là quái vật nhưng đó vẫn là cha ta. Ta tin một ngày nào đó ông ấy sẽ thay đổi. Cậu thì có quyền gì mà làm thế với ông ấy chứ? Asher nghe những lời như vậy thì chưa vội lên tiếng. Tấn công cậu ta. Anh ấy tức giận mà ra lệnh, nhưng lúc này có một tiếng cười man rợ vang lên. Ta bị phát hiện rồi. Sau đó từ trong thân xác lãnh chúa hiện ra một con quái vật gớm ghiếc. Thấy vậy mọi người có mặt tại hiện trường đều sợ hãi. Riêng Boros là không thể tin vào mắt của mình. Một con song trùng thật sự, trông nó quá sức là quỷ dị. Bên này thì Karen đang xông đến. Không thể nào, Asher đã làm gì? Đang chạy thì từ trong bắn ra mấy người lính. Cái gì? Karen kinh hãi tự hỏi, ngươi định làm cái gì đây? Chàng trai ngọt ngào, con quỷ song trùng hỏi Boros. Còn anh ta đang căm phẫn hỏi, là ngươi đã giết cha ta sao? Điều đó khá vui đấy, giết người cha thân yêu của ngươi, nó tự mãn, và hôn thê của ngươi. Ta đã định từ từ chơi đùa với con ả và giết nó. Chạy đi, lãnh chúa Boros. Karen xông vào và đưa ra lời cảnh báo, nhưng con quỷ chỉ dùng tay không để túm lấy thanh kiếm của Karen. Chết đi, con quái vật bẩn thỉu, Karen hét lớn. Sau đó hai bên lao vào nhau, nó cũng phải công nhận Karen, ngươi có kỹ năng đấy, con người hạ, nhưng vẫn chưa đủ. Ta không có thời gian chơi đùa với ngươi. Nói xong nó đánh văng cả người và kiếm của anh ta. Karen dính đòn bị đánh văng vào tường. Rồi nó quay về sau. Nhóc, sao ngươi dám tiết lộ thân phận thật của ta? Đối tượng tiếp theo của nó là Asher. Lời tuyên thệ của Bellatoria. Anh chậm chậm trả lời. Ông ấy luôn mang nó trong lòng. Lúc nào cũng nói về nó và niềm tin của ông ấy vào người dân. Câu khẩu hiệu làm nên tên tuổi của Van Baca. Không biết gì về Van Baca thì đừng có giả danh làm ông ấy. Tất nhiên là lúc đầu thì ta không biết. Tuy vậy để đóng giả hắn ta một cách hoàn hảo ta đã phải đọc lại nhật ký của hắn ta, không muốn bị lộ thân phận dễ dàng như trước nữa. Như tộc của ta, bị xử tử ngay khi để lộ thân phận. Trong suốt 20 năm, không ai biết ta là ai. Nhưng rồi đột nhiên, một tên nhóc như ngươi lại phát hiện ra trong phút chốc. Trước khi ngươi chết, ta muốn hỏi, ngươi là ai? Nhóc con, kiếm thánh hoàng gia, Asher đáp ngắn gọn. Ta nói rồi đó, anh nhắc lại với nó một lần nữa. Tộc của ngươi đã bị xóa số khỏi lục địa bởi một con người, thánh kiếm hoàng gia. Cứ tưởng ta đã giết hết lũ chúng mày hồi đó rồi, nhưng có vẻ vẫn còn sót lại một tên. Không thể nào, con quỷ vẫn không tin nổi lời Asher. Còn chưa kịp nói xong anh đã đâm ngay vào miệng đang há to của nó. Đòn tấn công vô cùng uy lực và quyết đoán. Lâu rồi không gặp, song trùng. Bên này Boros đang bị thương nằm dưới đất. Ngài Boros, ngài tỉnh chưa? Asher đi đến bên cạnh quan tâm. Boros hỏi về tên song trùng. Tôi may mắn đã giết được nó. Asher khiêm tốn, xem ra nó đang muốn trả thù cho chủng tộc của nó trong quá khứ. Làm sao? Cậu ta có thể? Boros ngạc nhiên. Asher, tiếng gọi của Reika vang lên. Karen đang bị thương, mau đến giúp. Còn binh lính thì đi đến đỡ Boros. Chăm sóc người bị thương trước đi, anh ta ra lệnh. Ngoài ra, ta muốn nói chuyện với cận vệ của tiểu thư. Sáng hôm sau, khi mọi thứ bình yên trở lại, Asher đi đến thăm một ngôi mộ. Anh đặt trên đó một bó hoa. Họ đã xây mộ cho cha ta. Boros lên tiếng, chúng ta đã phải phục hồi lại cơ thể của ông ấy để có thể chôn cất được nguyên vẹn. Ta biết rằng đã trễ, nhưng xin được chia buồn với mất mát của ngài. Asher động viên. Boros thành thật, tuy đau lòng, nhưng ta đã bị lừa dối, bắt tay với quỷ dữ làm cho lãnh địa lụi bại. Tất cả do ta không nhận ra cha mình. Ta mừng rằng cậu đã cứu được nơi này. Cảm ơn cậu, Asher. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với Bellatoria từ giờ? Ta sẽ làm việc từ giờ, Boros khẳng định. Ta cần xây lại những căn nhà đã bị quỷ dữ tấn công, nhưng ta sẽ không bao giờ là một lãnh chúa tốt như cha ta đã từng. Asher lại nghĩ về những lời mà lãnh chúa cũ đã nói. Tôi không là gì, quyền lực cũng không, Tất cả tôi có chỉ là danh hiệu lãnh chúa, nơi này chỉ tồn tại bởi vì có người dân, tôi sẽ giúp đỡ cho họ sống hạnh phúc, tôi không thống trị bọn họ, tôi chỉ hỗ trợ họ, đó là trách nhiệm của một quý tộc, đó là lời nói trong tim tôi, những lời nói tôi nhắc mình mỗi ngày, đó là lời thề của Bellatoria. Cậu đã sử dụng lời thề để làm bộc lộ điểm yếu con quỷ, nhưng đó là bí mật chỉ được biết bởi người trong gia tộc và các cận thần. Ta tự hỏi, Asher, làm sao cậu biết về nó? Ngoài ra, làm sao cậu lại biết rõ về quỷ vậy? Có lẽ tồn tại của mình là một điều đặc biệt. Asher nghĩ vậy xong ấp úng trả lời. Tại lâu đài lãnh chúa, Karen được Reika chăm sóc đã tỉnh lại. Cô cho anh ta biết, một con quỷ còn gọi là song trùng đã mạo danh con người bằng cách cướp lấy cơ thể họ. Vậy là lãnh chúa Van Baca đã bị nó mạo danh. Vậy là anh hùng đó không bị tha hóa cũng như việc kết hôn. Tất cả là việc của con quỷ khốn khiếp đó làm ra. Đừng lo, hôn ước đó nó đã bị hủy rồi. Ngài Boros đã nói ta vậy. Việc đó không có giá trị bởi vì con quỷ đã sắp xếp mọi việc không được sự đồng ý của tôi. Thêm nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi này sớm nhất có thể. Boros đã nói như vậy. Chuyển cảnh trở lại bên phía của Asher và Boros, học trò của kiếm thánh hai ban. Vậy là rõ rồi, Boros rút ra kết luận sau khi nhận được câu trả lời từ Asher. Ngài ấy là người bạn rất thân của cha ta. Nếu cậu thật sự là học trò của ngài ấy, ta có thể tin cậu. Mình đã nghe rất nhiều về lãnh chúa từ chỉ huy. Boros hành lễ trước Asher. Cậu là người vĩ đại vì đã cứu Bellatoria, một quý tộc cúi đầu trước dân thường sao? Asher ngạc nhiên. Cảm ơn cậu, Asher. Đây là lời cảm ơn thành tâm của Boros. Để trả ơn, nếu cậu có yêu cầu gì, ta sẽ cố gắng đáp ứng nó. Trên danh nghĩa là người lãnh đạo của Bellatoria, Asher thầm nhủ. Cảm ơn ngài, Boros. Ngài thừa kế đức tính khiêm nhường của cha ngài. Ngài sẽ là một lãnh chúa vĩ đại. Lãnh chúa Bellatoria là song trùng. Vậy ra đó là ý của hai ban. Ngài ấy đã nói gì ạ? Ông ta đã nói về khủng hoảng đã được nhen nhóm trên toàn lục địa đúng như lời ông ta. Đầu tiên là Motorolia, sau đó lũ quỷ. Ta sợ rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng ta không được chủ quan. Vâng, thần đã hiểu. Ngoài ra, Asher đã cứu chúng ta rất nhiều lần. Cậu ta đã trở thành anh hùng của chúng ta. Ta nghĩ đây là lúc phải thay đổi suy nghĩ của mình về cậu ta. Ta nghĩ là ta không cần phải đề phòng cậu ấy nữa. Reberok cuối cùng cũng tin mình à? Asher ở ngoài đã nghe thấy tất cả. Mất trí nhớ, đổi cơ thể, tất cả trong một đêm. Như song trùng. Chúng là ác quỷ, sao ông lại tin chúng chứ? Tôi hy vọng ông sẽ không đề phòng tôi nữa, Reberok, bởi vì tôi không hứng thú với việc ở gia tộc của ông, cũng như không có ý định ở đây lâu dài. Tôi còn có việc phải làm. Ra đây ngay, Asher đang đi thì phát hiện có kẻ theo dõi. Một kẻ hắc ám phía sau lên tiếng, ngươi như một thằng nhóc vậy. Ta đã nghe câu chuyện đó rồi, nhóc, không, phải gọi ngươi là học trò kiếm thánh. Lãnh chúa Boros đã bí mật thành lập tổ chức tình bảo này để duy trì liên lạc với thế giới bên ngoài. Asher nhớ lại lúc anh ta nói về vấn đề này. Phải, và tôi muốn quyền hạn để thuê họ. Tất nhiên rồi, vì ta cũng không cần họ nữa. Nhưng sao cậu lại cần họ vậy? Asher, mục đích cá nhân thôi. Asher ngắn gọn. Ta biết cậu vẫn còn lý do khác, nhưng nếu cậu muốn vậy thì được thôi. Ta rất vui lòng giúp cậu. Tôi là Cairo, đội trưởng tổ chức tình báo Topic. Tôi là Asher. Cậu trông khá quen. Năng lực của cậu ấn tượng đấy. Cách cậu giết con song trùng đó chỉ bằng một đâm, khá là đáng sợ đấy, phải chứ? Tôi còn không nhận ra là anh đang chứng kiến việc đó đấy. Chà, đối với đội trưởng tổ chức tình báo thì tôi phải biết ẩn thân chứ. Có vẻ tên song trùng đó biết gì đó về cậu. Tai thính đấy, Asher có lời khen. Cậu muốn làm gì với một tổ chức tình báo? Cậu không định đi tìm một con cún lạc đâu đúng không? Hay là tung tích của những anh hùng? Sao hả? Anh hùng gì cơ? Đội trưởng tình báo ngạc nhiên thì Asher trả lời. Trong quá khứ, những người từng được gọi là anh hùng ấy, họ đều đã biến mất hoặc trở nên tâm tính vặn vẹo. Họ đã mất tích suốt 20 năm. Cơ thể Van Baca thì đã bị một con song trùng lấy mất, và người còn lại thì bị lũ quỷ truy đuổi. Giờ đây, với sự trở lại của quỷ, lục địa đang gặp nguy hiểm nhưng mình không biết tung tích của những anh hùng còn lại đang ở đâu. Đặc biệt là vị anh hùng đã đánh bại quỷ vương và đẩy lui lũ quỷ ra khỏi thế giới năm ấy. Chúng ta sẽ tập trung đi tìm tung tích của Valoran. Không ngờ cậu lại chọn nhiệm vụ như vậy. Việc này quá khó cho đội tình báo sao? Không đời nào, đội trưởng tình báo tức giận khi bị coi thường. Không có thông tin gì trên lục địa này mà bọn tôi không tìm được cả. Vậy thì là khả thi đúng không? Asher hỏi lại. Cứ đợi đó, chúng tôi sẽ tìm được thông tin cậu cần. Nói xong anh ta biến mất. Asher cảm thán. Đúng là anh chàng biết lắng nghe. Nhưng chỉ một lúc sau, anh ta đã chán nản. Chết tiệt thật, lòng tự trọng đã khiến mình phải đồng ý. Thông tin rộng và khó như thế thì biết tìm đâu bây giờ. Mình sẽ bắt đầu từ thủ đô trước. Hừ, tên nhóc tự mãn. Tung tích của anh hùng, mánh khỏe thông minh lắm. Để coi yêu cầu này thì mình sẽ phải làm sao tìm đây. Tên nhóc thú vị, cậu ta sẽ khó để đối phó trong tương lai đây. Chuyển cảnh đến một nơi khác, nơi có một chiếc xe ngựa đang di chuyển. Cậu đã nghe tin đồn chưa? Đao đắc, Bellatoria đã mở cửa lãnh địa rồi đấy. Chẳng phải nó đã đóng cửa được hàng thập kỷ rồi sao? Những người trên đó bàn tán. Nhưng cũng tốt cho thương nhân chúng ta mà. Sẽ có nhiều lãnh địa để kinh doanh hơn. Nhưng tại sao nó lại đóng cửa lâu vậy? Chà, tin đồn nói là bởi một con quỷ. Ê, nói cho có lý tí chứ, quỷ là nói dối, chúng đã tuyệt diệt từ hơn 50 năm trước rồi, ông đã trải qua rồi nên mới biết sao. Thế quỷ trông như nào vậy? Phải đó, chúng tôi chưa từng thấy chúng bao giờ. Nếu ta nhớ không nhầm, ông lão từ từ kể lại, chúng là lũ quái vật to lớn, xấu xí, hồi đó rất nhiều người đã phải chết. Ta suýt thì đã phải bỏ mạng trong lúc trốn chạy cùng mẹ ta, nhưng rồi, họ đã xuất hiện và cứu bọn ta, họ là những anh hùng, ta mới chỉ được thấy họ hồi đó, nhưng ta vẫn còn nhớ khuôn mặt họ như in, họ rất giỏi ha ha, ông lão không giấu được vẻ tự hào, người trẻ nên học cách trân trọng những anh hùng đi, không có họ thế giới này đã không yên bình tới vậy. Vậy những tin đồn về việc quỷ xuất hiện, lời còn chưa nói hết thì lũ quỷ đã ở trên đầu tập kích, một người trên xe sợ hãi phát hiện, sau đó, và không còn sau đó nữa, trở lại lãnh địa Ailac, những thực thể đe dọa mạng sống con người lại xuất hiện rồi. Asher vừa đi vừa nghĩ, cuộc đụng độ khác sẽ lại sớm bắt đầu thôi. Anh quay sang vẫn thấy Reika hang xe luyện kiếm. Cô Reika, anh lên tiếng gọi, cô đang tập luyện ư? Mọi người đều ở đây vì sợ lũ quỷ tấn công, không khí giờ rất căng thẳng, tôi cũng không thể ngồi yên được. Quỷ tôi mới chỉ nhìn thấy chúng trong sách ở thư viện, vậy ra là tin đồn có thật. Có lẽ người trong thời đại này không biết nhiều về lũ quỷ, giờ ta lại có thêm việc rồi đây. Bỗng có tiếng kêu cứu thất thanh, chuyện gì thế? Binh lính hỏi thăm thì được một người đang bị thương chạy đến cho biết, tôi đang trên đường tới lãnh địa, có chuyện gì thế? Reika cũng đi đến hỏi, một dân làng vừa trở về, anh ta thấy Reika thì kêu cứu, hãy giúp chúng tôi, lũ quỷ xuất hiện từ trong khu rừng và tấn công xe hàng của chúng tôi. Nghe tin này Reika càng chấn động, người còn kinh ngạc hơn là Asher, rất nhanh họ đã đến hiện trường, không may là chẳng còn ai sống sót, không khí lúc này đã vô cùng khẩn trương. Này Asher, Reika gọi, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Họ cho rằng đây là băng cướp, sau đó chia nhau ra làm nhiệm vụ, mấy người tìm kiếm khu vực xung quanh trong lúc chúng tôi giải cứu người bị thương. Asher quan sát đám người bị nạn, không giống do băng cướp gây ra, anh cảm thấy nghi vấn, nhìn vào những dấu chân này và cả những mảnh vũ khí thô sơ. Thưa ông có sao không? Reika lo lắng, ông lão lên tiếng, là bọn chúng đã quay lại, nhưng ông đang thoi thóp không ai nghe rõ, là Goblin, chính Goblin tấn công chúng tôi. Lúc này Reika mới giật mình, Goblin là thứ gì? Không biết, chỉ có Asher hiểu, đúng như mình nghĩ, chúng đã xuất hiện, những sinh vật ngoài hành tinh với nhiễu chủng tộc, chúng rất hung hăng, sẵn sàng tấn công mọi thứ và là mối đe dọa với con người, nhưng không như ác quỷ, chúng đã tuyệt chủng. Tại sao và bằng cách nào bọn chúng lại lần nữa xuất hiện? Tôi là một thương nhân và tôi mới chở hàng từ một bất động sản gần đây. Goblin đột nhiên xuất hiện từ trong rừng, tấn công xe ngựa của chúng tôi và cướp tất cả hàng hóa. Nghe đến Goblin thì Reika ngạc nhiên hỏi, chúng là thứ gì? Chúng là những con quái vật thấp bé, da xanh, có tai nhọn, ông lão giải thích, nhưng chúng... Ông ta định nói tiếp, thì giọng Asher cắt ngang, chúng từng xuất hiện trong thời kỳ hoàng kim của quái vật, tuy nhiên, chúng đã biến mất khỏi thế giới cùng đám ác quỷ 50 năm trước. Ồ, thì ra cậu có biết về quái vật, tôi đã đọc về chúng trong sách lịch sử. Đúng vậy, từ khi chiến tranh kết thúc, đám quái vật hầu như không xuất hiện, vậy rốt cuộc chúng từ đầu đến? Câu hỏi này tạm thời chưa có lời giải đáp. 50 năm trước, ác quỷ đã bị anh hùng tiêu diệt, cùng với bất cứ sinh vật nào đe dọa đến tồn vong của con người. Hành lang không gian dẫn đến quỷ giới đã bị phong ấn. Tất cả những con rồng cuối cùng bị diệt trừ và quái vật bị xua đuổi khỏi lãnh thổ của chúng ta. Một vị anh hùng được biết đến như Nữ Hoàng Bắc Hải, vùng lãnh thổ phía Bắc được cai trị bởi Revenia, khống chế toàn bộ quái vật ở đó. Chúng đã thôi thù địch con người và sống hài hòa, trật tự với những loài khác. Tuy nhiên, quái vật đã phá vỡ trật tự lâu đời ở phía Bắc và tấn công con người. Revenia cũng đang mất tích, nên phía Bắc hiện đang chìm trong hỗn loạn. Thưa ông, nếu ông biết về Goblin, hắn ông cũng biết cách đánh bại chúng. Ông lão lắp bắp, hồi đó ta còn quá nhỏ để nhớ, chỉ có người lớn chiến đấu, nên ta không biết, cũng đã trôi qua quá lâu rồi, có lẽ không còn ai biết về nó. Sáng hôm sau, thị trấn đang xôn xao, tin đồn về sát thủ, quái vật và ác quỷ đã lan ra. Lãnh chúa nhà tiểu thư đã biết về chuyện này chưa? Rồi, ông ấy đã họp với các chư hầu, nhưng không ai trong số họ có thông tin về Goblin hay quái vật, cũng không có cuốn sách nào viết về chúng, và chúng tôi không tìm ra bất cứ ai từng chiến đấu với chúng. Asher nghe vậy thì thở dài, họ có lẽ đều đã chết hoặc mất tích, giống như mình. Goblin là một chủng tộc hạ cấp trong đám quái vật, chúng khá khó xử lý khi đi theo bầy đàn, nhưng xét về tổng thể thì yếu. Nhưng trong thời đại người dân không có ý thức hay kiến thức cơ bản về quái vật, chúng đã đủ đáng sợ rồi. Không khí căng thẳng bao trùm cả thành phố. Reika lên tiếng, nghe vậy Asher hạ quyết tâm, tốt nhất mình nên xử lý nhanh những gì ngáng đường. Bỗng Reika nhìn qua Asher, cô mỉm cười vì nghĩ ra điều gì đó. Đêm đến tại lâu đài, đã đến lúc Asher hành động, anh định đi tìm đám Goblin đó. Nhưng lúc này Reika đã xuất hiện từ sau. Tôi biết ngay anh sẽ không chịu ngồi yên mà, anh lén đi tìm Goblin chứ gì. Tôi sẽ đi cùng anh, chuyện này quá nguy hiểm. Asher không đồng ý. Hơn nữa, nếu lãnh chúa phát hiện, ngài ấy sẽ rất tức giận. Nếu ông ấy mà phát hiện ra thì sẽ là một tấm gương xấu cho người dân. Với lại, chúng ta không thể đi ra từ cửa chính, lính gác đang canh chừng rất nghiêm ngặt. Vào những lúc như thế này, chúng ta nên dùng đường hầm bí mật mà chỉ tôi biết. Lại đây, đằng này, Reika chỉ cho Asher đường hầm bí mật, sau đó họ đã dễ dàng ra khỏi thành. Cơ mà cậu có biết Goblin ở đâu không đấy? Nghe vậy Asher đáp, chúng ta đến nơi xe hàng bị tấn công. Bằng cách đi theo dấu chân, chúng ta sẽ tìm ra hang ổ Goblin. Mau theo tôi, Asher ra lệnh. Goblin, lần này ta sẽ không để các ngươi trốn thoát. Reika quyết tâm, nhưng hành động của họ đã bị theo dõi. Đám quái vật hung ác đang cảm thấy vô cùng thích thú. Lũ nhân loại này có gan đấy, con thủ lĩnh khen ngợi.